Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 6. Đệ nhất, ha ha ha, lão phu không phải đệ nhất gì đâu. Diệp Lăng Tiêu lắc đầu, đệ nhất thiên hạ thì có gì tốt, thời đại hòa bình, không bằng ở nhà chơi cờ nuôi chó. Diệp Bắc Minh có chút khiếp sợ. Diệp Lăng Tiêu. Dù Diệp Bắc Minh không phải quân nhân, nhưng cũng đã từng nghe nói qua cái tên này. Thậm chí, từ lúc bắt đầu vào tiểu học, anh đã thường nghe thấy. Cả Long Quốc này ai mà không biết Diệp Lăng Tiêu? Chiến thần đương thế đệ nhất Long Quốc chính là người này. Cả đời Diệp Lăng Tiêu chinh chiến vô số lần, được xưng là quân thần Long Quốc. Địa vị và danh vọng của ông ta đều là lấy được trên chiến trường. Diệp Lăng Tiêu gần như là tín ngưỡng của toàn bộ quân nhân Long Quốc. Mặc dù cả đời ông ta không được phong đại soái, chỉ là chiến thần. Nhưng vô số người đầu quân nhập ngũ nhận thấy, Diệp Lăng Tiêu là một vị vua không ngai vàng, là quân thần chân chính của Long Quốc. Lúc này, Diệp Bắc Minh đối mặt với Diệp Lăng Tiêu, cảm giác giống như đối mặt trước một con mãnh hổ. Ông Diệp, hôm nay tôi tới, Diệp Bắc Minh nghiêm túc nói. Diệp Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, ngắt lời Diệp Bắc Minh, tôi biết cậu đến nhà họ Diệp vì điều gì, Minh Viễn đã rời khỏi Long Đô, tất cả mọi chuyện tôi cũng biết, cậu hỏi tôi cũng như nhau thôi. Hô hấp Diệp Bắc Minh lập tức dồn dập. Tôi, là người nhà họ Diệp sao? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Diệp Lăng Tiêu thở dài, phải, mà cũng không phải. Là ý gì? Rốt cuộc Diệp Minh Viễn có phải bố tôi hay không? Diệp Bắc Minh tiến lên trước một bước. Tôi ngược lại hy vọng Minh Viễn là bố cậu. Diệp Lăng Tiêu thở dài bất đắc dĩ, nhưng nó có tài đức và tư cách gì kết nghĩa vợ chồng với mẹ ruột cậu chứ? Là ý gì? Diệp Bắc Minh ngẩn ngơ. Mẹ ruột tôi là ai? Ông quen biết mẹ ruột tôi. Bà ấy là ai? Tên là gì? Bà ấy ở đâu, còn sống hay đã chết? Diệp Bắc Minh gần như gào giống lên. Diệp Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn Diệp Bắc Minh, im lặng trong chốc lát rồi mới nói, mẹ ruột cậu là một kỳ nữ tử, năm đó khi bà ta đến nhà họ Diệp đã mang thai. Minh Viễn vì che chở thân phận cho mẹ ruột cậu mới đứng lên tuyên bố cậu là con riêng của ông ta. Sau khi mẹ ruột cậu sinh cậu ra đã để lại một vài thứ, rồi không biết tung tích. Có chuyện này, Diệp Bắc Minh có chút ngơ ngác. Vốn dĩ anh tưởng rằng mình đã cách thân thế rất gần. Nhưng lời của Diệp Lăng Tiêu khiến tất cả mọi thứ trở nên khó bề thân phận. Diệp Minh Viễn không phải bố tôi. Diệp Lăng Tiêu lắc đầu, nó không phải, nhưng người khác đều cho rằng Diệp Minh Viễn là bố cậu. Người biết chuyện năm đó cũng không có mấy người. Diệp Bắc Minh u ám. Nếu ông ta không phải bố tôi, vậy sao phải giết tôi? Diệp Lăng Tiêu trầm mặc, sau khi im lặng trong chốc lát. Mẹ cậu trước khi rời đi đã để lại một vài thứ đồ rất lớn, rất kinh khủng. Minh Viễn bị những thứ này hấp dẫn, khiến đầu óc mê muội. Cộng thêm nó cưới một người phụ nữ của gia tộc hùng mạnh, người phụ nữ không hy vọng cậu sống. Dù sao cậu cũng không phải con trai của Diệp Minh Viễn. Nghe thấy mấy lời này của Diệp Lăng Tiêu. Diệp Bắc Minh có chút mơ hồ, ông có ý gì? Chỉ còn lại miếng ngọc bội này. Diệp Lăng Tiêu không trả lời thẳng Diệp Bắc Minh, mà lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, ném cho Diệp Bắc Minh. Đây là đồ mẹ tôi để lại. Diệp Bắc Minh nắm lấy ngọc bội màu trắng, tâm thần chấn động. Ngọc bội vô cùng ôn hòa. Cầm trong tay có một luồng cảm giác ấm áp. Phía trên chạm trổ hai con rồng, điêu khắc tinh tế, trông rất sống động. Diệp Lăng Tiêu nói, chỉ là một trong số. Mấy thứ khác mẹ tôi để lại đâu? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Tiêu như sói. Diệp Lăng Tiêu cũng hơi ngẩn ra. Không hổ là con trai của người phụ nữ kia. 5 năm trước vẫn còn ở trong tay Minh Viễn, bây giờ đã bị người phụ nữ kia cầm đi. Diệp Lăng Tiêu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Người phụ nữ kia là ai? Trong mắt Diệp Bắc Minh đều là ý lạnh. Lấy đồ mẹ mình để lại. Còn muốn giết mình. Dù bà ta là ai, trong lòng Diệp Bắc Minh, bà ta đã là một người chết. Diệp Lăng Tiêu lại một lần nữa rơi vào im lặng. Một lúc sau, ông ta mới nói, người của gia tộc cổ võ. Gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh lần đầu tiên nghe đến tên này. Diệp Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu, gia tộc cổ võ không được người đời biết đến, nhưng bọn họ đã tồn tại được vô số năm. Từ thời cổ đại, vương triều phong kiến. Gia tộc cổ võ đã rất đáng sợ. Bọn họ không tham gia tranh chấp, nhưng không ai dám khinh thường bọn họ.
Đối với người của gia tộc cổ võ, tông sư võ đạo mới là bước khởi đầu, cậu có thể tưởng tượng được ra không? Một môn đồng quét sân, một phu xe của gia tộc cổ võ e rằng cũng là một võ giả cấp tông sư. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc. Nếu điều Diệp Lăng Tiêu nói là thật, vậy thì thật kinh khủng. Rốt cuộc mẹ tôi đã để lại thứ gì, ngay cả gia tộc cổ võ cũng thèm khát, Diệp Bắc Minh hỏi. Diệp Lăng Tiêu cầm lên một quân cờ, chậm rãi hạ xuống, một vài phương thuốc và đan dược để thăng thực lực võ giả, vốn là để lại cho cậu. Phương thuốc, đan dược. Con người Diệp Bắc Minh co rút lại. Anh thân là đệ tử của Dược Vương, đương nhiên biết phương thuốc và đan dược có tác dụng như nào với võ giả. Võ giả bình thường nếu để thăng thực lực thì cần phải ngâm tắm thuốc. Dược liệu mấy chục năm, thậm chí trên mấy trăm năm, hầm thành một nồi. Võ giả ngâm ở bên trong, có thể để thăng thực lực võ đạo. Trên thế giới có rất nhiều tông sư võ đạo đều để thăng như vậy. Nhưng tông sư võ đạo đề thăng như vậy nếu chiến đấu với tông sư khắc khổ tu luyện, về cơ bản sẽ bị giết trong nháy mắt. Nhưng nếu uống đan dược đề thăng thực lực võ đạo, giống như võ giả khổ luyện, không có bất kỳ khác biệt. Một gia tộc cổ võ nếu như lấy được phương thuốc, sau đó sản xuất số lượng lớn đan dược, rồi đào tạo số lượng lớn tông sư. Hậu quả đó quả thật không dám tưởng tượng. Phương thuốc và đan dược đều là đồ mẹ cậu để lại cho cậu. Diệp Lăng Tiêu thở dài, Minh Viễn tư lợi quấy phá, chiếm mấy món đồ này làm của riêng, lo lắng cậu trả thù, vì vậy mới đuổi giết cậu. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh đã hiểu ra. Đây là Diệp Minh Viễn giết người diệt khẩu. Một vài phương thuốc và đan dược có thể đề thăng tu vi võ giả, quả thật có thể khiến Diệp Minh Viễn bí quá hóa liều. Sau này gặp Diệp Minh Viễn, cậu có thể tha cho nó không? Diệp Minh Viễn là con trai của ông ta. Diệp Bắc Minh cười. Dù Diệp Minh Viễn không giết tôi, nhưng ông ta đã giết bố mẹ nuôi và anh cả của tôi. Bố mẹ nuôi đối với tôi mà nói cũng quan trọng như mẹ ruột. Cho nên, Diệp Minh Viễn phải chết. Diệp Bắc Minh nói rất có khí phách. Không có thương lượng. Ai? Diệp Lăng Tiêu ngây ra tại chỗ, thở dài một tiếng, im lặng gật đầu. Một lát sau ông ta mới nói một câu, Diệp Bắc Minh, chuyện tôi biết đều đã nói với cậu rồi. Hy vọng cậu đừng trách nhà họ Diệp, cậu giết Diệp Minh Viễn, lão phu sẽ không ngăn cản, cũng không có sức ngăn cản. Biết càng nhiều, Diệp Lăng Tiêu nhận ra thanh niên này thật đáng sợ. Thân là quân thần Long Quốc, ông ta không dám nảy sinh tâm tư giết Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Minh nhìn Diệp Lăng Tiêu, vị quân thần Long Quốc này già rồi. Được rồi, tôi chỉ giết một mình Diệp Minh Viễn, về sau tôi sẽ không quay lại nhà họ Diệp Long Đô nữa. Diệp Bắc Minh gật đầu, xoay người rời khỏi phủ Diệp. Anh đã nhận được câu trả lời mình muốn. Sau khi rời khỏi phủ Diệp, Diệp Bắc Minh đi trên đường, tay nắm ngọc bội. Đột nhiên đầu óc anh mơ hồ, ngã xuống đất. Diệp Bắc Minh, Ngụy Yên Nhiên rời khỏi dạ tiệc từ thiện, tâm trạng vô cùng buồn rầu, cô ta lái xe trên đường hóng gió, đúng lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngã xuống đất. Két, đạp thắng ga. Ngụy Yên Nhiên đỡ anh dậy, Diệp Bắc Minh, anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy, cơ thể không động đậy. Diệp Bắc Minh kinh hãi ngã xuống đất. Anh có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của ngoại giới, nhưng không thể nói chuyện, cũng không có cách nào điều khiển cơ thể. Ngụy Yên Nhiên, cô ta muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nhìn thấy một người phụ nữ xông đến, chính là Ngụy Yên Nhiên. Cô ta ném chiếc túi sách Gucci của mình sang một bên. Quỳ một chân trên đất giống như vịt con. Ôm Diệp Bắc Minh trong lòng. Ấn nhân chung của anh, này. Diệp Bắc Minh, anh sao vậy? Sao anh lại ngất xỉu? Anh không phải võ giả thực lực rất hùng mạnh sao? Anh xảy ra chuyện gì vậy, thiếu máu? Ngụy Yên Nhiên ấn nhân chung của Diệp Bắc Minh, nhưng dù thế nào, Diệp Bắc Minh vẫn không tỉnh lại. Diệp Bắc Minh lớn tiếng nói, đáp lại Ngụy Yên Nhiên. Nhưng dường như Ngụy Yên Nhiên không nghe thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh nhướng mày. Anh nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện, bốn phương tám hướng lờ mờ. Giống như bước vào trong một không gian dị giới. Bốn phía lờ mờ, hỗn độn. Phía trước có một tòa tháp bằng đá màu trắng sữa, cao mấy trăm mét, trông vô cùng khổng lồ. Bên trái tòa tháp chạm trổ một con phượng hoàng. Bên phải chạm trổ một con rồng. Vị trí cửa lớn ở tầng một tháp đá xuất hiện một biển hiệu. Một hàng chữ lớn, tháp càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh,
anh nặng quá, anh tên là Diệp Bắc, trầm, à, Ngụy Yên Nhiên gọi Diệp Bắc Minh không tỉnh liền cõng anh, đi về phía xe thể thao của mình. Tốn bao nhiêu sức lực? Ném vào ghế lái phụ. Xa xa, một thanh niên nhìn thấy cảnh này, lập tức bật cười. Mẹ nó, tôi nhìn thấy con gái nhặt thi thể, không ngờ đàn ông cũng bị nhặt thi thể. Cô em này được đấy, xinh đẹp có thể so sánh được với Lưu Diệc Phi. Là tôi cũng lên. Mặt đẹp của Ngụy Yên Nhiên có hơi đen lại. Cô ta ngồi vào ghế lái, chân đạp ga. Đi về phía biệt thự của mình. Người anh em này đêm nay sướng rồi. Đúng vậy. Mấy thanh niên cười bỉ ổi. Tháp Càn Khôn chấn ngục. Hình vẽ của rồng và phượng hoàng này rất giống với ngọc bội mẹ mình để lại. Diệp Bắc Minh sợ cằm. Bừng tỉnh hiểu ra. Mẹ nó. Đây là thế giới bên trong ngọc bội. Không thể nào. Không thể tưởng tượng nổi. Bên trong ngọc bội có một không gian. Lẽ nào là nguyên thần xuất khiếu các sư phụ nói. Mẹ nó là ai mà kinh khủng vậy, Diệp Bắc Minh có chút ngơ ngác. Lời vừa dứt, toàn bộ tháp Càn Khôn chấn ngục rung chuyển, thân tháp lập tức sáng lên chói lóa. Diệp Bắc Minh không mở nổi mắt. Một giọng nói uy nghiêm truyền tới, chỉ là cảnh giới võ linh mà cũng dám bước vào tháp Càn Khôn chấn ngục. Cũng được, đã mấy chục ngàn năm qua không ai bước được vào tháp Càn Khôn chấn ngục. Cảnh giới võ linh. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Đây là cảnh giới võ đạo của mình. Nói thật ra, anh cũng không biết cảnh giới của mình là gì. Nhưng chắc chắn ở trên Đại Tông Sư. Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tiến lên. Thử máu, nếu không thể mở ra tháp Càn Khôn chấn ngục, xóa bỏ nguyên thần, vậy thì vĩnh viễn không được siêu sinh, bên trong tháp Càn Khôn chấn ngục truyền đến một giọng nói. Diệp Bắc Minh có một loại ảo giác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hình như giọng nói này không phải là tháp Càn Khôn chấn ngục có người, mà là bản thân tháp Càn Khôn chấn ngục. Một tòa tháp vậy mà biết nói chuyện. Tình huống gì vậy? Một tiếng sấm giáng xuống, bổ vào bên cạnh Diệp Bắc Minh, mặt đất khét lẹt. Tỏa ra khói xanh. Cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau tiến lên, tháp Càn Khôn chấn ngục nói. Diệp Bắc Minh nhướng mày, ông đang ra lệnh cho tôi. Ông bảo tôi tiến lên thì tôi sẽ tiến lên. Giọng nói của tháp Càn Khôn chấn ngục có chút lạnh nhạt, ha ha, cậu thanh niên, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Diệp Bắc Minh nói, không phải ông tên là tháp Càn Khôn chấn ngục sao? Tháp Càn Khôn chấn ngục sao, cậu? Hừm, một tiếng hừm lạnh, cậu còn chờ gì nữa? Còn không mau thử máu, nếu không có vấn đề, bắt đầu từ bây giờ. Bổn thần tháp sẽ trói buộc với cậu, tháp Càn Khôn chấn ngục nói. Diệp Bắc Minh cười, tại sao tôi phải trói buộc cùng ông? Cậu không trói buộc với tôi, nguyên thần vào tới đây làm gì, tháp Càn Khôn chấn ngục kỳ quái. Diệp Bắc Minh bày tỏ, anh chỉ cầm một miệng ngọc. Ngọc là mẹ để lại. Anh chỉ nắm ngọc, trong đầu ảo tưởng dáng vẻ của mẹ. Trước mắt tối sầm, xuất hiện một không gian khác. Vậy sao, tháp Càn Khôn chấn ngục có chút bất ngờ. Nhưng ông ta vẫn nói, không sao, nếu cậu đã vào thì có thể thử máu. Thử máu thành công, tôi có thể trói buộc với cậu, ký kết hiệp ước chủ tớ. Tôi làm chủ, cậu làm tớ. Tôi có thể giúp cậu đi trên con đường vô địch. Không hứng thú, nơi này ra ngoài thế nào, ông dẫn tôi ra ngoài đi, Diệp Bắc Minh lắc đầu từ chối. Mẹ kiếp! Anh từ chối. Tháp Càn Khôn chấn ngục ngơ ra. Đây là lần đầu tiên trong vô số năm qua có người từ chối tháp Càn Khôn chấn ngục. Vô số kỷ nguyên, tháp Càn Khôn chấn ngục không biết đã dẫn đến bao nhiêu giết hại. Tháp Càn Khôn chấn ngục mãi hồi lâu mới mở miệng, nhóc con, cậu thật sự không biết tôi có lai lịch gì. Không biết, không có hứng thú, để tôi đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tháp Càn Khôn chấn ngục vô cùng buồn rầu giải thích lai lịch của mình. Cái gì mà thần tháp vạn cổ đệ nhất? Cái gì mà tiên giới, thần giới vì nó đại chiến? Cái gì mà vũ trụ sơ khai, thiên địa lúc mới bắt đầu, rơi vào trong sương mù? Diệp Bắc Minh nghe mà nhức đầu. Dừng lại, đừng khoác lác nữa, tôi không chịu nổi nữa, ông thả tôi ra, Diệp Bắc Minh nói. Cậu, tháp Càn Khôn chấn ngục kích động muốn hộc máu. Ông ta nói hết nước hết cái muốn để Diệp Bắc Minh chấp nhận sự tồn tại của mình. Lại nói chuyện từng bước. Tỏ vẻ một khi ký kết hiệp ước chủ tớ với mình, có thể tiến vào trong tháp,
nhận được ích lợi khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Bắc Minh dứt khoát nói, muốn ký kết hiệp ước chủ tớ cũng được thôi. Tôi làm chủ nhân, ông làm đầy tớ. Mặc dù Diệp Bắc Minh cho rằng tháp Càn Khôn trấn ngục bịa chuyện. Nhưng nếu là đồ mẹ để lại, chắc chắn không đơn giản. Cái gì, không thể nào, tháp Càn Khôn trấn ngục quả quyết từ chối. Đùa gì thế? Bảo ông ta làm đầy tớ. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Vậy thôi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Chờ chút, tháp Càn Khôn trấn ngục gấp gáp. Ông ta đã đợi mấy chục ngàn năm nay, Diệp Bắc Minh là người đầu tiên đến trước mặt ông ta. Nếu như mất đi cơ hội này, lần sau lẽ nào phải đợi thêm mấy chục ngàn năm nữa sao? Vậy đi, chúng ta ký kết hiệp ước bình đẳng, tháp Càn Khôn trấn ngục nói. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, ông cảm thấy sao? Tôi chỉ có thể làm chủ nhân, ông làm đầy tớ. Nếu không thì không bàn nữa. Nội tâm tháp Càn Khôn trấn ngục giãy giụa. Cuối cùng, ông ta hít sâu, nghiêm túc nói, đầy tớ thì đầy tớ. Mau tới thử máu, chỉ cần không có vấn đề. Tôi liền nhận cậu làm chủ, dù sao tuổi thọ loài người cũng không dài, cậu sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Có thể đưa tôi rời khỏi đây là được. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười. Dựa theo lời tháp Càn Khôn trấn ngục nói. Anh đi đến cửa lớn tầng 1, rạch một đường trên bàn tay mình, vẩy máu tươi lên cửa lớn. Trong nháy mắt máu tươi tiếp xúc với cửa. Tháp Càn Khôn trấn ngục giống như mặt trời, vô cùng chói mắt. Mẹ nó, ha 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 ha, huyết mạch của cậu, ha 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 ha, lời to rồi. Tháp Càn Khôn trấn ngục cười như điên. Ông ta cố gắng kiềm chế nội tâm đang kích động, đừng gấp, ký kết hiệp ước cần mấy canh giờ. Diệp Bắc Minh vẫn hôn mê. Ngụy Yên Nhiên dẫn anh về biệt thự, gọi người khiêng anh từ ghế lái phụ xuống. Thưa cô, người này sao vậy? Không phải anh ta cùng cô tham dự dạ tiệc từ thiện sao? Quản gia của Ngụy Yên Nhiên mặt đầy bất ngờ. Theo đạo lý, tham gia dạ tiệc từ thiện xong, Ngụy Yên Nhiên và người này không còn bất kỳ dây dưa gì. Tại sao lại mang về? Vì đã ký kết hiệp định giữ bí mật chuyện ở dạ tiệc từ thiện. Không có bất kỳ ai dám truyền ra ngoài. Vì vậy, mọi người vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở dạ tiệc từ thiện, càng không biết sức mạnh khủng khiếp của Diệp Bắc Minh. Ngụy Yên Nhiên không có thời gian giải thích, giữa đường anh ta ngất xỉu, mau gọi bác sĩ qua. Vâng, mấy người cùng đưa Diệp Bắc Minh vào phòng Ngụy Yên Nhiên. Rất nhanh bác sĩ đã đến. Kiểm tra một hồi. Tiểu thư, người này không có bệnh tật gì, hơn nữa tràn đầy sức mạnh, không lẽ có tâm bệnh? Khả năng là đang ngủ, hoặc mệt quá, bác sĩ lắc đầu, bày tỏ không kiểm tra được. Ngụy Yên Nhiên nhướng mày. Ngủ, mệt, sao có thể chứ? Tận mắt cô ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngã xuống đất. Nếu không phải bên đường có hoa cỏ đỡ, anh sẽ ngã vỡ đầu. Ông chắc chắn, Ngụy Yên Nhiên hỏi. Bác sĩ có chút khó xử, thưa cô. Với tư cách hành nghề chữa bệnh bao nhiêu năm, tôi đảm bảo cơ thể cậu ta quả thật không có vấn đề. Tối nay không tỉnh, có lẽ sáng mai sẽ tỉnh thì sao? Được rồi. Ngụy Yên Nhiên quay đầu, nhìn Diệp Bắc Minh nằm trên giường. Hô hấp đều đặn, ngực phập phồng. Cũng không giống dáng vẻ đang bệnh. Ông lui xuống trước đi, Ngụy Yên Nhiên xua tay. Vâng. Bác sĩ rời khỏi phòng, những người làm khác cũng bị đuổi đi. Lúc này... Trong phòng chỉ còn lại hai người Ngụy Yên Nhiên và Diệp Bắc Minh. Cô ta ngồi mép giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Diệp Bắc Minh. Mặt đẹp có hơi đỏ, hô hấp cũng dồn dập. Theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn gò má của Diệp Bắc Minh, lẩm bẩm, rốt cuộc anh là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, khiến quốc chủ cũng phải nói chuyện vì anh. Ông cụ nhà họ Tần chịu thua, nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Còn cả chiến thần Lăng Phong nhận anh làm chủ nhân. Chiến thần Kình Thương bị anh đánh bại, quả đúng là chuyện khó mà tin được. Sư tỷ kia của anh là ai? Một nữ chiến thần long hồn sao? Ngụy Yên Nhiên lẩm bẩm, ánh mắt nóng như lửa. Tay ngọc nhỏ của cô ta có chút không bị khống chế. Rơi trên khuôn mặt Diệp Bắc Minh, nhẹ nhàng sờ lên. Ách! Ngụy Yên Nhiên giống như chạm vào điện, kẹp hai chân lại. Trong nháy mắt rụt tay lại, khụ, tôi không cố ý đâu, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là, Ngụy Yên Nhiên nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Cô ta có một suy nghĩ to gan. Dù sao vẫn chưa tỉnh lại.
Cô ta lại đưa tay nhéo lỗ mũi và lỗ tai của Diệp Bắc Minh. Sờ trên mặt anh. Lúc này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể của mình. Nhưng, không khống chế nổi bản thân. Anh muốn bảo Ngụy Yên Nhiên dừng tay. Nhưng Ngụy Yên Nhiên lại không nghe thấy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói, cô gái này xinh đẹp quá, hình như có ý với cậu. Cô ta là người của cậu. Diệp Bắc Minh hết nói nổi, tình cờ gặp nhau, cơ bản không quen. Không quen, đó là người cõng cậu về đó, nếu không cậu ngất xỉu trên đường lớn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói. Diệp Bắc Minh nhướng mày, ông có thể cảm nhận được ngoại giới. Thứ cậu có thể cảm nhận được thì tôi cũng có thể cảm giác được, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Sắc mặt Diệp Bắc Minh chấn động. Bây giờ mình đang bị trói buộc với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Nếu sau này tiếp xúc với ai hoặc có bí mật gì, không phải đều bị ông ta biết hết. Bây giờ tôi là chủ nhân của ông, tôi ra lệnh cho ông, trừ phi tôi mở miệng, nếu không phong tỏa tất cả cảm giác với ngoại giới, Diệp Bắc Minh nói. Một trận sấm từ trên trời giáng xuống, rơi trên thân Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Mệnh lệnh của Diệp Bắc Minh vậy mà có hiệu quả. Quả nhiên có thể. Diệp Bắc Minh có chút hưng phấn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có phần bất đắc dĩ. Diệp Bắc Minh lại chuyển chủ đề, đúng rồi, vừa rồi ông nói tôi là võ linh, ý là gì? Cảnh giới võ giả, cậu không biết, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kỳ quái. Diệp Bắc Minh sững sờ. Anh suy tư thật nhanh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có khả năng biết một bộ cấp bậc đẳng cấp hoàn toàn khác với giới võ đạo địa cầu. Cảnh giới võ đạo mà ông biết là gì? Diệp Bắc Minh vội hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, võ giả nhập môn, thiên địa huyền hoàng là 4 cấp bậc nhập môn của võ giả. Sau đó là võ sư, đại võ sư, võ linh, võ vương, võ hoàng. Vì vậy, cảnh giới của tôi ở võ linh, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Trước kia khi ở núi Côn Luân, anh cũng không xác định được cấp bậc võ đạo của mình. Mấy vị sư phụ cũng không có nói cho anh. Chỉ nói Diệp Bắc Minh học hành thật yêu nghiệt. Bây giờ nhìn lại, cấp bậc võ đạo của anh mới là cảnh giới võ linh mà thôi. Vậy võ sư tương ứng với tông sư. Cảnh giới đại võ sư chính là đại tông sư. Võ sư, tông sư võ đạo, đại võ sư, đại tông sư cũng giống vậy, Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra. Cô Tử Khanh, cô không thể xông vào, cô Yên Nhiên đã ngủ rồi, ngoài nhà truyền tới giọng nói của người làm. Bốp bốp, một tiếng giòn giã, người làm bị tát hai cái bạt tai. Sau đó, một tiếng bộp vang lên. Cửa phòng Ngụy Yên Nhiên bị một người phụ nữ vênh váo hống hách đẩy ra. Cô ta mặc một bộ đồ Chanel, thân hình chữ S, người đầy đặn, váy bó sát mông, tất màu da, vẽ lông mày kiểu Hồng Kông. Dáng vẻ vênh váo hung hăng. Ngụy Tử Khanh, Ngụy Yên Nhiên đứng lên. Người phụ nữ trước mặt là chị họ của cô ta, một trong những truyền nhân chi chính của nhà họ Ngụy. Yo, Ngụy Yên Nhiên, còn 2 ngày nữa chính là ngày tập đoàn điều chế thuốc nhà họ Ngụy chúng ta công bố sản phẩm mới ở Trung Hải. Ngụy Tử Khanh liếc mắt nhìn Diệp Bắc Minh ở trên giường, vậy mà cô còn chơi đùa với chai bao trong phòng. Chắc là cô không biết sản phẩm mới do cô chủ trì thiết kế có vấn đề đó chứ. Bước kiểm tra thuốc cuối cùng không được thông qua. Ngụy Tử Khanh ném một bộ văn kiện lên bàn. Cái gì, sao có thể chứ? Ngụy Yên Nhiên không dám tin. Nhân lúc cô ta thất thần. Rắc rắc. Ngụy Tử Khanh nhanh chóng lấy điện thoại, chụp 2 bức ảnh. Diệp Bắc Minh nằm trên giường Ngụy Yên Nhiên, còn cô ta đứng bên cạnh. Vô cùng mập mờ. Ha ha ha, chứng cứ vào tay rồi. Ngụy Yên Nhiên, tôi tin chắc cô biết nên làm thế nào rồi chứ? Ngụy Tử Khanh xoay người rời đi, trong buổi họp báo ở Trung Hải 2 ngày sau, tôi muốn cô đích thân tuyên bố rút lui khỏi tập đoàn điều chế thuốc nhà họ Ngụy. Nếu không bức ảnh này sẽ xuất hiện trước mặt ông nội. Chỉ còn lại Ngụy Yên Nhiên đứng cứng ngắc tại chỗ. Có thể cho tôi xem cách điều chế của cô không? Đột nhiên, một giọng nói truyền tới. Anh đã tỉnh rồi lâu, Ngụy Yên Nhiên quay đầu. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh đã ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Ngụy Yên Nhiên. Mặt đẹp của Ngụy Yên Nhiên đỏ bừng, cô ta có chút xấu hổ, anh đều nghe thấy. Cả chuyện vừa rồi anh cũng biết. Diệp Bắc Minh gật đầu, đều biết, chỉ là không có cách nói chuyện. Ngụy Yên Nhiên xấu hổ chết đi được, cô ta giải thích, Diệp Bắc Minh, anh, tôi. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là tò mò.
Tôi không thích anh, à, không phải, anh đừng hiểu lầm. Ngụy Yên Nhiên sắp điên rồi. Tim cô ta đập thình thịch. Nội tâm đang kêu gào, Ngụy Yên Nhiên, mày đang nói cái gì thế? Diệp Bắc Minh chậm rãi nói, vẫn phải cảm ơn cô đã đưa tôi về, nếu không tôi sẽ phải ở đầu đường xó chợ. Cho tôi xem cách điều chế của cô đi. Ách, được. Đầu Ngụy Yên Nhiên trống rỗng. Bây giờ Diệp Bắc Minh nói gì, cô ta chỉ có thể đồng ý cái đó. Theo bản năng đưa văn kiện trong tay cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mở ra xem, nghiên cứu mấy phút. Sau đó cầm một cây bút từ trên bàn, viết viết vẽ vẽ. 2 phút sau, gấp văn kiện lại. Tôi đã giúp cô sửa đổi những sản phẩm này, chắc không còn vấn đề rồi. Hiệu quả dược liệu có lẽ sẽ gấp hơn 10 lần so với trước kia, Diệp Bắc Minh để lại một câu. Xem như cảm ơn cô. Anh xoay người rời đi. Hả? Ngụy Yên Nhiên ngây người. Khi cô ta hoàn hồn lại, Diệp Bắc Minh đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Cô ta cúi đầu mở văn kiện, một vài dược liệu vật liệu hỗn hợp trên đó đã được Diệp Bắc Minh sửa đổi. Đùa sao? Ngụy Yên Nhiên có chút không dám tin. Đây là cách điều chế mỹ phẩm cô ta nghiên cứu hơn 2 năm mới nghiên cứu ra. Chưa đến 2 ngày nữa sẽ công bố ở thành phố Trung Hải. Vốn dĩ tất cả thí nghiệm, giai đoạn trước phát triển và thử nghiệm lâm sàng đã kết thúc. Không ngờ cửa ải cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Ngụy Yên Nhiên lập tức nghĩ đến là Ngụy Tử Khanh đang giở trò quỷ. Nhưng chỉ còn lại 2 ngày, thời gian của cô ta không đủ. Tút tút tút. Lúc này điện thoại di động của Ngụy Yên Nhiên reo lên. Phòng thí nghiệm gọi điện đến, tiểu thư, không xong rồi, thí nghiệm xảy ra vấn đề. Tất cả số liệu giai đoạn trước bây giờ đều không giống nhau. Số liệu ngay từ đầu của chúng ta là giả, trong phòng thí nghiệm có nội gián. Ngụy Yên Nhiên đã sớm biết kết quả này, nhưng nghe thấy tin tức phòng thí nghiệm truyền đến, cô ta vẫn không nhịn được run rẩy. Cô ta hít sâu một hơi, ok, tôi biết rồi. Quả thật không được thì bỏ đi. Dù là bây giờ cô ta cũng không tin. Diệp Bắc Minh không cần đến 5 phút, tiện tay thay đổi cách điều chế, có thể có hiệu quả gì. Ngụy Yên Nhiên bây giờ trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Cô thật sự muốn từ bỏ, người bên đầu dây điện thoại khổ sở nói. Ngụy Yên Nhiên thở dài, từ bỏ đi. Được. Cúp điện thoại. Ngụy Yên Nhiên ngồi ở đó, hai mắt trống rỗng, trong lòng tuyệt vọng. Lần này nếu như thất bại, cô ta sẽ hoàn toàn bị đá ra khỏi cục. Sau này cô ta sẽ không còn bất kỳ địa vị nào ở nhà họ Ngụy. Có lẽ chỉ là công cụ để người ta làm liên hôn. Qua khoảng một tiếng, ánh mắt Ngụy Yên Nhiên trầm xuống, nhìn vào văn kiện, cắn răng nói, ngựa chết thành ngựa sống, Diệp Bắc Minh, anh không nên khiến tôi thất vọng mới phải. Diệp Bắc Minh quay về chỗ ở của Bát Sư Tỷ. Đã gần 6 giờ sáng, anh cũng không ngủ được. Ngồi thiền đến 7 giờ ngày hôm sau, Bát Sư Tỷ Lục Tuyết Kỳ quả nhiên đã tới. Cô ấy kéo cánh tay Diệp Bắc Minh, nhẹ nhàng nói, tiểu sư đệ, em mau đi Trung Hải đi. Một tuần sau, đại hội quân võ sẽ bắt đầu. Em đồng ý với Bát Sư Tỷ đi, nhất định phải được hạng trong top 10. Đừng để chị thất vọng. Vương Như Yên cười nói, tiểu sư đệ, cửu sư tỷ ở Trung Hải đó. Em có thể qua tìm chị ấy chơi. Diệp Bắc Minh mặt tươi cười. Anh cũng biết hai vị sư tỷ muốn anh rời khỏi Long Đô. Nhưng tin tức về mẹ, anh đã biết được đại khái. Diệp Minh Viễn không phải bố anh, tiếp tục ở lại Long Đô cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Bắc Minh cười nói, được, vậy đệ về Giang Nam trước. Lục Tuyết Kỳ thấy hơi kỳ lạ. Sao đệ lại đồng ý đi hả? Không đến nhà họ Diệp nữa à? Vương Như Yên cau mày. Diệp Bắc Minh cười tủm tỉm nói, hai vị sư tỷ. Đệ biết hai tỷ lo lắng rất nhiều, cảm ơn hai tỷ. Yên tâm đi, đệ sẽ tìm được mẹ ruột của mình, đệ cũng sẽ giành được thành tích trong đại hội quân võ. Bát sư tỷ, đã có bữa sáng chưa? Đệ đói rồi. Diệp Bắc Minh cười đi xuống giường, chạy đi tắm rửa. Lục Tuyết Kỳ cau mày, có chuyện gì vậy, tiểu sư đệ hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ, đệ ấy đã biết, Vương Như Yên giật mình. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chắc chắn không thể nào. Được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa, tiểu sư đệ có thể rời khỏi Long Đô là quá tốt rồi. Để đệ ấy đến Trung Hải, tạm thời phân tán sự chú ý của đệ ấy. Được. Vương Như Yên nghiêm trọng gật đầu. Sau khi ăn sáng xong,
Diệp Bắc Minh ngồi tàu điện cao tốc trở về Giang Nam. Anh vẫn không chọn ngồi máy bay. Bay ở độ cao 10.000 mét, thật không an toàn. Chẳng may có người mất trí điên cuồng, lợi dụng giết anh lúc trên máy bay thì sao? Ở độ cao 10.000 mét, Diệp Bắc Minh cũng không thể bảo đảm an toàn. Trên tàu cao tốc, Diệp Bắc Minh nhắm mắt dưỡng thần, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền ra tiếng nói, cậu nhóc, cho tôi cảm nhận thế giới bên ngoài đi. Đã mấy vạn năm, tôi không cảm nhận thế giới bên ngoài rồi. Được. Diệp Bắc Minh tiện miệng trả lời một tiếng. Vù. Trong tích tắc, cái đầu của Diệp Bắc Minh run lên. Trong phạm vi bán kính mấy trăm mét, tất cả mọi thứ đều được hiện lên trong đáy mắt của anh. Tàu cao tốc đang phi như bay. Đường dây ầm ầm vang lên. Kiến đang bò trên mặt đất. Chim đang bay lượn trên bầu trời. Thậm chí, ngay cả trong toa tàu cao tốc có người đang thì thầm bàn tán, Diệp Bắc Minh đều nghe rõ ràng cuộc trò chuyện. Có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh lập tức đứng bật dậy, chấn hãi nói. Cậu Diệp, cậu sao thế? Vạn Lăng Phong ngồi bên cạnh nhìn Diệp Bắc Minh, vẻ mặt kinh ngạc. Chủ nhân đang yên đang lành, sao bỗng nhiên hỏi một câu, có chuyện gì vậy? Thế là sao? Những người khác trong toa xe cũng đều nhìn sang anh, bởi vì bị giật mình, tất cả đều cau mày. Không, không có gì. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh còn kinh ngạc phát hiện, lại có thể cảm nhận được đẳng cấp võ đạo của Vạn Lăng Phong. Cảm nhận rất rõ ràng được. Đại tông sư đỉnh phong. Được thôi. Vạn Lăng Phong nghi hoặc ngồi xuống. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, he he, đây gọi là chia sẻ cảm nhận. Tất cả mọi thứ tôi có thể cảm nhận được, thì cậu cũng có thể cảm nhận được. Trong phạm vi bán kính 500 mét, bất kỳ thứ gì cũng đừng mơ thoát khỏi đôi mắt của cậu. Không chỉ cảm nhận những thứ bên ngoài, ngay cả trong phạm vi 500 mét, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng đẳng cấp của bất kỳ võ giả nào. Thật đáng tiếc, nếu tôi ở thời kỳ đỉnh phong. Trong toa tàu có ba người cảnh giới võ linh, một người cảnh giới võ vương, Diệp Bắc Minh nhìn về một hướng nào đó, sắc mặt nghiêm trọng, người của gia tộc cổ võ. Có chuyện gì vậy? Ở đầu bên kia của toa tàu, mấy nam nữ thanh niên, và một ông lão nhìn qua. Một cô gái trẻ lên tiếng, truyền âm nội công nói, người thanh niên đó, hình như tên là Diệp Bắc Minh gì đó. Dạo này nhân sĩ Giang Nam gây tiếng vang khá lớn. Người theo bên cạnh anh ta là chiến thần Lăng Phong, Vạn Lăng Phong. Một thanh niên cười lạnh lùng, chiến thần cái chó gì chứ, đất nước của thế giới phàm tục chỉ thích đặt mấy cái tên nghe có vẻ oai phong, thực tế thì chẳng chịu nổi một đòn. Diệp Bắc Minh đó, tôi có thể đánh chết anh ta bằng một quyền. Chiến thần Lăng Phong gì chứ, tôi có thể bắt ông ta quỳ xuống hát bài khuất phục. Sắc mặt ông lão bên cạnh trầm xuống, bộ trần, đừng làm bừa. Thế gia cổ võ có thể kéo dài đến ngày nay chính là vì không tham dự vào tranh đấu của thế giới phàm tục. Long quốc khác với vương triều phong kiến trong lịch sử, ông lão lắc đầu. Có gì khác chứ, vẫn là một đám gà gáy chó sủa, Khương Bộ Trần tỏ vẻ mặt khinh thường. Người tên Diệp Bắc Minh đó nhìn qua đây đấy. Cô gái trẻ nói. Một anh chàng khác lên tiếng, chẳng lẽ phát hiện ra chúng ta rồi ư? Không thể nào, Diệp Bắc Minh là cái thá gì mà có thể phát hiện ra chúng ta, Khương Bộ Trần lắc đầu. Nhưng liền sau đó, vẻ mặt của mấy người gia tộc cổ võ biến sắc. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh trực tiếp đứng lên đi về phía bọn họ. Các vị, đi đâu thế? Diệp Bắc Minh đi đến, lãnh đạm nhìn mấy người. Một luồng khí tức quỷ dị tràn ngập trong toa tàu. Vạn Lăng Phong cũng đi đến, thấp giọng hỏi, chủ nhân, có chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh chỉ vào mấy người đó, tôi có hứng với bọn họ, kiểm tra thân phận của họ. Vâng. Vạn Lăng Phong gật đầu, ra lệnh cho mấy người cho xem chứng minh thư. Ông! Trong mắt Khương Bộ Trần đầy lửa giận. Anh ta chưa từng chịu nhục như này. Xoẹt! Anh ta đứng bật dậy, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Lăng Phong, ông muốn gây chuyện phải không? Tôi cảnh cáo ông, trên thế giới này, không phải người nào các ông đều chọc vào được đâu. Ồ, có người nào mà cậu Diệp nhà tôi không chọc vào được, Vạn Lăng Phong bật cười. Ông ta bảo người Tháp Túng gọi nhân viên trên tàu đến. Sau khi kéo sang một bên nói mấy câu, nhân viên phục vụ trên tàu gọi nhân viên tuần tra trên tàu kiểm tra thông tin thân phận của mấy người này. Ông biết tôi là ai không, Khương Bộ Trần lạnh nhạt nói.
Vạn Lăng Phong mới chỉ có tu vi đại tông sư đỉnh phong. Khương Bộ Trần biết mình ra tay toàn lực, thì có thể giết Vạn Lăng Phong. Nhưng Vạn Lăng Phong không biết thực lực của Khương Bộ Trần, khiến Khương Bộ Trần vô cùng bực bội. Anh ta là một con mãnh hổ, mà lại phải cúi đầu trước thỏ con. Ông lão ở một bên lắc đầu, Bộ Trần, dừng tay. Vâng. Khương Bộ Trần nghiến răng nghiến lợi, rất không muốn lấy ra chứng minh thư. Ông lão và mấy thanh niên nam nữ trẻ cũng giao ra chứng minh thư. Kiểm tra một lượt. Vạn Lăng Phong báo cáo nói, cậu Diệp, không có vấn đề gì. Ông lão này tên là Khương Sơn Hà, cô gái xinh đẹp đó là tên là Khương Hàn Nguyệt. Còn thanh niên hống hách này tên là Khương Bộ Trần. Diệp Bắc Minh gật đầu, nhìn Khương Sơn Hà các người ra ngoài để làm gì. Khương Sơn Hà kinh ngạc, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh biết thân phận của họ? Không thể nào. Bọn họ vừa lên tàu cao tốc chưa đến một tiếng đồng hồ. Làm sao Diệp Bắc Minh có thể biết thân phận của họ? Khương Sơn Hà cười nói, cậu thanh niên này, chúng tôi đều là người kinh doanh. Ra ngoài làm ăn, có vấn đề gì không? Tôi đang hỏi người gia tộc cổ võ các ông ấy, Diệp Bắc Minh hỏi khiến người ta kinh sợ. Soạt! Anh vừa dứt lời, Khương Sơn Hà liền đứng bật dậy. Khương Hàn Nguyệt bên cạnh cũng mở to đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Khương Bộ Trần kinh hãi, trực tiếp nắm thành nắm đấm. Vạn Lăng Phong hít khí lạnh, cậu Diệp, cậu nói gì vậy? Cái gì mà người của gia tộc cổ võ? Đương nhiên ông ta biết gia tộc cổ võ là thế nào. Đó là một thế lực đáng sợ. Nhà nước cũng không quản nổi. Ông lão và hai thanh niên này đều là người của gia tộc cổ võ ư. Khương Sơn Hà liền ngưng nụ cười trên mặt, nhanh chóng suy nghĩ, sau đó cười nói, cậu thanh niên này, tôi không biết cậu đang nói gì. Gia tộc cổ võ mà cậu nói là có ý gì, tôi không biết. Ông ta còn rất biết nhẫn nhịn. Còn mấy thanh niên khác nhìn sang Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kiêng sợ. Tuy bọn họ là cảnh giới võ linh, nhưng Diệp Bắc Minh gây áp lực cực lớn cho bọn họ. Sâu xa khó lường. Lúc này, tàu đã đến trạm. Cậu thanh niên, chúng tôi đến nơi rồi, Khương Sơn Hà mỉm cười, kéo mọi người xuống xe. Bọn họ đi xuống khỏi tàu với tốc độ rất nhanh. Có cơ hội, tao sẽ bắt mày quỳ dưới chân tao, cho mày biết thế nào là tàn nhẫn. Khương Bộ Trần quay đầu nhìn lại ở trước cửa xe, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Ồ! Diệp Bắc Minh bật cười. Soạt! Đột nhiên, anh bước ra một bước, xuất hiện trước mặt Khương Bộ Trần. Phập! Giơ tay lên, vỗ lên vai của Khương Bộ Trần. Rắc rắc! Một tiếng vang lớn. Bả vai của Khương Bộ Trần lập tức sập xuống giống như bị xe tải đâm vào. Không chịu nổi sức mạnh đáng sợ này. Phập! Hai chân Khương Bộ Trần mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, đầu gối lập tức rạn vỡ, máu tươi chảy ra. Cơn đau dữ dội truyền đến. Toát mồ hôi lạnh. Mày! Khương Bộ Trần khó khăn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy chấn hãi. Bộ Trần! Khương Sơn Hà kinh hãi hô lên một tiếng. Khương Hàn Nguyệt và đám người của gia tộc cổ võ cũng rất kinh hãi. Bọn họ không ngờ, Diệp Bắc Minh đột ngột ra tay. Hơn nữa! Chỉ một chiêu đã ép Khương Bộ Trần quỳ xuống đất. Vạn Lăng Phong cũng cảm thấy sự việc không đúng, đưa theo người lao lên, bao vây đám người Khương Sơn Hà. Khương Sơn Hà kiềm chế cơn tức giận, lạnh giọng nói, cậu thanh niên, cậu có ý gì? Không có ý gì, tôi không thích bị người khác uy hiếp, hiểu không? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Khương Sơn Hà sửng sốt. Nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Ông ta cân nhắc thiệt hơn, trầm giọng nói, Bộ Trần. Xin lỗi cậu ta đi. Trưởng lão, muốn tôi xin lỗi ư? Muốn tôi xin lỗi anh ta sao? Khương Bộ Trần tức sắp phát điên, đôi mắt đầy tia máu. Ánh mắt Khương Sơn Hà lạnh lùng, quát nói, xin lỗi đi. Giọng ra lệnh vang lên. Mặc dù Khương Bộ Trần trăm ngàn lần không muốn, nhưng cũng không dám trái lời, nói với Diệp Bắc Minh, xin lỗi, vừa nãy tôi không nên uy hiếp anh. Anh ta gần như là cắn răng để nói ra lời này. Cút đi. Diệp Bắc Minh khoát tay. Đi thôi. Khương Sơn Hà cho người dìu Khương Bộ Trần xuống xe. Tàu cao tốc lại khởi hành. Mấy người của gia tộc cổ võ còn đứng trên sân ga bên ngoài. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trong tàu cao tốc qua cửa sổ. Vạn Lăng Phong tỏ vẻ mặt kinh ngạc, chủ nhân, thế này là sao? Những người đó là người của gia tộc cổ võ ư? Chắc là vậy,
Diệp Bắc Minh gật đầu. Sao cậu lại biết? Vạn Lăng Phong ngẩn người. Ông ta và người của gia tộc cổ võ cùng ngồi một chuyến tàu cao tốc. Mà lại không cảm thấy gì. Diệp Bắc Minh lại phát hiện ra. Rốt cuộc chủ nhân có thực lực thế nào? Quá đáng sợ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng hơi bất ngờ, truyền âm nói, cậu nhóc, cậu hơi ngạo mạn rồi đấy. Mấy thanh niên trẻ đó còn đỡ, cùng cảnh giới với cậu, đều là võ linh. Nhưng còn ông lão đó là võ vương, nếu ra tay, thì cậu không phải là đối thủ của ông ta. Cậu làm vậy có phải quá hống hách, quá mạo hiểm, quá bốc đồng rồi không? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, tôi chỉ thăm dò giới hạn của gia tộc cổ võ đến đâu thôi. Bây giờ xem ra, bọn họ vẫn rất nhẫn nhịn, không dám để lộ thân phận dễ dàng. Hơn nữa, đồ mà mẹ anh để lại đã bị người của gia tộc cổ võ cướp mất. Chưa chắc là người của nhà họ Khương cướp đi. Nhưng Diệp Bắc Minh không có chút thiện cảm nào với gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh nói tiếp, thứ hai, tôi có thể không phải là đối thủ của võ vương đó, nhưng chắc chắn có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, nếu tôi không địch nổi, thì chẳng phải còn có ông sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngẩn người, tôi. Chắc ông cũng có chút năng lực phải không? Ví dụ như cho tôi mượn chút sức mạnh. Hoặc là giúp tôi giết một hai võ vương gì đó, Diệp Bắc Minh cười tủm tỉm nói. Một hồi trầm mặc. Cậu thật thông minh. Lát sau, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời một câu. Đúng thế, nếu tôi ra tay giúp cậu, có thể giết một võ hoàng. Mạnh đến vậy hả? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Anh cũng nghĩ Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có chút năng lực. Nhưng không ngờ lại có thể giết được một võ hoàng. Đúng thế, nhớ kỹ là giết chết ngay. Cho hắn không có khả năng phản kháng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhưng cần dùng cơ thể của cậu làm vật dẫn, bùng phát sức mạnh của tôi. Cho nên, không đến lúc bất đắc dĩ, cố gắng đừng sử dụng. Một khi tôi ra tay, cậu sẽ yếu đi ít nhất 7 ngày. Trong mấy ngày này, cậu sẽ giống như phế nhân. Một người bình thường cũng có thể giết cậu dễ dàng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở Diệp Bắc Minh. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh, ông ta có thể giúp ra tay. Giết chết ngay lập tức. Nhưng sau khi giết đối phương, mình cũng sẽ rơi vào tình trạng hư yếu. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là không đến lúc bất đắc dĩ, hoặc là tuyệt đối an toàn, trong tình huống còn lại một kẻ địch, không thể để Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ra tay. Nếu không quá nguy hiểm. Tàu cao tốc lăn bánh. Mấy người nhà họ Khương còn đứng trên sân ga, chưa rời đi. Diệp Bắc Minh, anh ta tên là Diệp Bắc Minh, đầu gối Khương Bộ Trần vỡ nứt, xương vai bị gãy. Cơn đau dữ không thể che đậy cơn lửa giận của anh ta. Trong mắt anh ta đầy tia máu. Khuôn mặt anh Tuấn méo mó. Anh ta lại phải quỳ xuống. Hơn nữa, còn xin lỗi Diệp Bắc Minh. Khương Bộ Trần càng nghĩ càng giận. Hận không thể giết Diệp Bắc Minh ngay bây giờ, tôi sẽ không tha cho anh ta. Diệp Bắc Minh tôi xin thề, chuyện lớn đầu tiên trong đời tôi chính là giết Diệp Bắc Minh. Khương Sơn Hà cũng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, điều tra một người cho tôi, Diệp Bắc Minh. Ông ta cất giọng băng lạnh vô tình, điều tra lai lịch, người nhà, thân phận của người này, tất cả thông tin. Điều tra mọi thông tin từ lúc ra đời cho tôi. Không được bỏ qua bất kỳ người nào. Khương Hàn Nguyệt cao mày, trưởng lão, làm vậy có phải quá? Từ xưa đến nay, không ai có thể sỉ nhục gia tộc cổ võ, Khương Sơn Hà lạnh lùng nói. Kẻ sỉ nhục, phải chết. Trên tàu cao tốc, sau khi Diệp Bắc Minh nói chuyện xong với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, trực tiếp nói với Vạn Lăng Phong, Vạn Lăng Phong. Có thuộc hạ, chiến thần Lăng Phong trả lời. Lúc này, ông ta đã hoàn toàn coi mình là thuộc hạ của Diệp Bắc Minh. Cam tâm tình nguyện, không tiếc mọi giá, đi khắp cả Long Quốc, điều tra tất cả thông tin của gia tộc cổ võ cho tôi, Diệp Bắc Minh ra lệnh. Còn nữa, điều tra nhà họ Diệp ở Long Đô cho tôi. Mấy năm nay, đặc biệt là tất cả gia tộc cổ võ mà nhà họ Diệp đi lại thân thiết trong 20 năm gần đây. Trọng điểm điều tra là Diệp Minh Viễn, tôi muốn tất cả thông tin và tài liệu về ông ấy. Diệp Bắc Minh nói hết một lúc. Cái gì? Vạn Lăng Phong sợ đến đứng bật dậy. Vị chiến thần của hành tỉnh Đông Nam trố mắt há hốc miệng, suýt nữa bị dọa chết. Bất luận mệnh lệnh nào cũng khiến ông ta kinh hãi, tê dại ra đầu. Điều tra gia tộc cổ võ. Còn muốn điều tra nhà họ Diệp ở Long Đô. Trời ơi! Chủ nhân điên rồi sao?
Chủ nhân, gia tộc cổ võ rất đáng sợ hơn cậu tưởng tượng nhiều, Vạn Lăng Phong tỏ vẻ mặt lo lắng. Còn nữa, nhà họ Diệp ở Long Đô, là gia tộc hàng đầu ở Long Quốc đấy. Nhà họ Diệp có Diệp Lăng Tiêu tọa chấn, không ai dám động vào. Bất luận là gia tộc cổ võ, hay nhà họ Diệp ở Long Đô, tôi đều không chọc vào được. Diệp Bắc Minh tự tin cười, yên tâm, nếu xảy ra chuyện, tôi chống đỡ. Vạn Lăng Phong lại ngẩn người. Ông ta suy nghĩ kỹ một lúc, Vạn Lăng Phong đánh bại Đường Kình Thương chỉ với ba quyền. Hơn nữa, anh cũng không sợ nhà họ Tần. Còn có quốc chủ bảo lãnh cho anh. Có lẽ, chủ nhận không sợ thật thì sao? Làm thôi. Nếu đã quyết định đi theo Diệp Bắc Minh, cứ chấp hành mệnh lệnh của anh là được. Được, Lăng Phong hiểu rồi, sau khi tôi về sẽ dốc hết sức điều tra, Vạn Lăng Phong gật đầu. Sau khi tàu cao tốc đến trạm, Diệp Bắc Minh cho Vạn Lăng Phong đi làm việc trước. Còn mình thì về phủ Diệp. Phủ Diệp ngoài Thẩm Hạc ra, thì không còn ai, cậu Diệp, sao cậu về sớm thế? Diệp Bắc Minh gật đầu, những người khác trong phủ đâu? Thẩm Hạc trả lời, cô Hạ và cô Tôn thấy cậu đi Long Đô, nghĩ rằng cậu sẽ không về ngay, chiều qua đã về Kim Lăng rồi. Cô Châu đã đi Trung Hải, hình như phải thi nghiên cứu sinh. Cậu ở Long Đô, bọn họ không muốn quấy rầy cậu, cho nên không thông báo cho cậu. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Tinh tinh. Lúc này, chuông điện thoại của Diệp Bắc Minh vang lên, là một số lạ gọi đến. Alo, ai đấy? Phía bên kia lên tiếng, cậu Diệp, chúng tôi là thuộc hạ của cô Vương Như Yên. Phần mộ của bố mẹ và anh trai cậu đã được rời đến khu mộ tổ nhà họ Diệp. Bây giờ đã lấp xong, cậu có đến xem không? Được, tôi đến ngay, Diệp Bắc Minh nói. Khu mộ tổ thôn nhà họ Diệp. Nơi này là phần mộ chôn cất tổ tiên các đời nhà họ Diệp. Bởi vì bố mẹ và anh trai của Diệp Bắc Minh chết thảm, không may mắn, cho nên không có tư cách vào khu mộ tổ. Hôm nay, cuối cùng mộ phần của bố mẹ và anh trai đã được chuyển vào khu mộ tổ. Bố, mẹ, anh trai. Dưới đầu gối đàn ông có vàng. Lúc này, Diệp Bắc Minh quỳ trước ba ngôi mộ. Đốt tiền vàng. Cảm ơn bố mẹ, nhiều năm nay, hai người đã nuôi dưỡng con như con ruột. Cho dù thế nào, hai người mãi mãi là bố mẹ của con. Anh trai, chúng ta mãi mãi là anh em ruột. Bố mẹ, anh trai. Xin phù hộ con tìm được mẹ ruột của con. Con đã diệt nhà họ Triệu rồi. Vua Giang Nam cũng chết rồi. Diệp Bắc Minh rót một ly rượu, tới trước mộ của cậu Bảy Diệp, bây giờ chỉ còn lại một mình Diệp Minh Viễn. Bố mẹ, anh trai, mọi người yên tâm, những người có liên quan đến cái chết của mọi người, cho dù chỉ có một chút liên quan. Diệp Minh Viễn, người đông doanh, con cũng không tha cho ai hết. Lúc này, Diệp Minh Viễn khẽ nhướng mày. Anh cảm thấy ở chỗ cách 500 mét có một chiếc xe sang màu đen đang đi đến mộ tổ. Chu Thiên Hạo mang mâm cơm đến. Bắc Minh, chú nghe nói cháu đến đây, cho nên đến thăm cháu. Chu Thiên Hạo đặt mâm cơm trước mộ. Rót cho mỗi ngôi mộ một ly rượu. Rồi rót cho Diệp Bắc Minh và mình một ly. Người một nhà chúng ta vui vẻ uống một ly, Chu Thiên Hạo cười nói. Hai người cùng uống cạn. Cho đến buổi trưa. Chu Thiên Hạo mới vừa khóc vừa cười, ha ha ha, anh Diệp, bây giờ Bắc Minh rất giỏi giang. Đám người xấu đó đã chết gần hết rồi. Mọi người trên trời có linh cũng được yên nghỉ rồi. Sau này cho nó kết hôn với Nhược Giai, sinh nhóc con bụ bấm. Nối dõi tông đường cho nhà họ Diệp, tiếp tục hương hỏa. Còn nữa, công ty của anh Diệp anh, tôi đã giúp anh gây dựng lại. Công ty nhỏ ban đầu. Bây giờ đã là doanh nghiệp lớn hàng đầu cả thành phố Giang Nam. Cho đến buổi chiều, hai người mới rời khỏi khu mộ nhà họ Diệp. Sau khi lên xe, Chu Thiên Hạo lau nước mắt, Bắc Minh, công ty của nhà họ Diệp được gây dựng lại, tiếp tục phát triển theo đường lối của anh Diệp năm đó. Mối thù của bố mẹ và anh trai cháu, cũng coi như đã báo rồi. Bây giờ có phải nên suy nghĩ đến hôn sự của cháu và Nhược Giai rồi không, Chu Thiên Hạo say ngà ngà. Mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh trầm mặc một lúc, chú Chu, cháu còn rất nhiều việc chưa xử lý xong. Hôn sự của cháu và Nhược Giai, để sau này rồi bàn đi. Chu Thiên Hạo ngẩn người. Cười ngại ngùng. Được, sau này rồi tính. Ây, rồng vàng đâu phải sinh vật thích sống trong ao. Chu Thiên Hạo thở dài trong lòng một tiếng, cậu ta là rồng, có
con gái, phải xem con có thể bắt được không đây. Sáng sớm ngày hôm sau, một mình Diệp Bắc Minh đến Trung Hải. Bát sư tỷ cho anh một số điện thoại. Bảo sau khi anh đến Trung Hải thì liên lạc với người này. Đối phương sẽ sắp xếp cho Diệp Bắc Minh tham gia một đại hội quân võ vào một tuần sau. Trung Hải, được gọi là Thượng Hải của Long Quốc. Đông đúc tấp nập, xa hoa lấp lánh, nhà cao chọc trời, phồn hoa quyến rũ. Lúc trên tàu cao tốc, Diệp Bắc Minh gọi đến một số điện thoại, alo. Một chữ lãnh đạm khiến Hàn Nguyệt phía bên kia điện thoại suýt kích động nhảy lên, thần, thần y Diệp. Là tôi đến Trung Hải rồi, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Anh đã từng đồng ý với Hàn Nguyệt, sau khi đến Trung Hải. Sẽ lập tức đến chữa trị đôi chân cho Hàn Kim Long. Hàn Nguyệt vô cùng kích động, gác lại tất cả công việc đang làm, được, anh đang ở đâu, tôi đến ngay. Một tiếng nữa tôi sẽ đến trạm tàu cao tốc. Được, tôi sẽ đến đón anh. 30 phút sau, Hàn Nguyệt dẫn người đến trạm tàu cao tốc. 40-50 người canh ở hai bên đường, đứng thành một hàng. Hàn Nguyệt kiễng mũi chân đợi Diệp Bắc Minh xuống tàu. Mặc cả bộ Givenchy, khí chất nho nhã. Cô ta trang điểm nhẹ, dáng người uyển chuyển duyên dáng. Đứng bên đường rất thu hút ánh nhìn. Cô cả nhà họ Hàn, Hàn Nguyệt. Sao cô ta lại đến trạm tàu cao tốc? Vãi, đúng là cô ta. Quý cô nổi tiếng hàng đầu của Trung Hải chúng ta đấy. Nhìn cô ta sốt ruột như vậy, chắc không phải đón nhân vật lớn nào chứ. Trong đám đông, một vài hành khách nhận ra Hàn Nguyệt. Chẳng mấy chốc, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi trạm tàu cao tốc. Hàn Nguyệt lập tức phát hiện ra Diệp Bắc Minh trong đám đông. Anh, Diệp. Hàn Nguyệt vừa định gọi thần y Diệp, lại cảm thấy nơi này quá đông người. Gọi thần y Diệp Bắc Minh thì không hay lắm. Cô chơi lớn thế. Diệp Bắc Minh cau mày. Hàn Nguyệt vội vàng nói, tôi lo không thể đón được anh ngay lập tức mà. Tôi đã chuẩn bị xe rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi. Diệp Bắc Minh không nói nhiều, lên xe cùng Hàn Nguyệt đi thẳng đến phủ nhà họ Diệp. Để lại đám đông bàn tán phía sau. Anh ta là ai vậy? Vừa trẻ vừa đẹp trai. Chắc không phải thịt tươi vừa xuất đạo chứ. Cái gì mà thịt tươi, có thể xứng với cô cả nhà họ Hàn chắc. Chiếc xe đi thẳng vào nơi sâu nhất nhà họ Hàn. Diệp Bắc Minh gặp được Hàn Kim Long, đối phương cười nói, thần y Diệp, chào mừng cậu đến tệ xá. Chuyện ở tiệc từ thiện Long Đô đã bị phong tỏa thông tin. Chuyện Tần Thiếu Dương bị giết, Đường Kình Thương bại trận, không được truyền đến Trung Hải. Nếu không Hàn Kim Long chắc chắn sẽ không đối đãi với Diệp Bắc Minh bằng thái độ này. Ý? Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Hàn Kim Long còn là một võ giả. Thực lực khoảng cấp thiên. Chẳng lẽ là kinh mạch của ông ta bị tổn thương, đôi chân bị hỏng, cho nên dẫn đến thực lực giảm sút chăng? Tôi còn có chút việc, chữa trị luôn đi. Diệp Bắc Minh rất thản nhiên. Không cần chuẩn bị à, Hàn Kim Long cau mày. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không cần. Ông ngồi xuống là được. Được. Hàn Kim Long hơi bất ngờ. Nếu không phải đơn thuốc mà Diệp Bắc Minh kê thực sự có hiệu quả, cũng khiến ông ta đi lại được, thì Hàn Kim Long sẽ không tin tưởng Diệp Bắc Minh. Bây giờ, chỉ có thể tin tưởng anh một lần. Dù sao cả Long Quốc cũng không có ai chữa được bệnh của ông ta. Diệp Bắc Minh rút ra kim châm từ trong túi, thản nhiên nói, kinh mạch hai chân bị tổn thương, vì đã uống thuốc nên hồi phục được một chút. Có thể đi lại được, nhưng không thể vận chân khí. Trước đây ông là võ giả đại tông sư phải không? Trông có vẻ như hỏi ngẫu nhiên. Nhưng rơi vào trong tai Hàn Kim Long và Hàn Nguyệt, lại như sét đánh giữa trời quang. Cậu, Hàn Kim Long thực sự bị dọa sợ, thần y Diệp, điều này là cậu cũng nhìn ra ư. Hàn Nguyệt cũng ôm chặt miệng. Trên khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Việc này rất khó sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu, bây giờ thực lực của ông đã trượt dốc xuống khoảng cấp thiên rồi phải không? Soạt! Hàn Kim Long hít khí lạnh. Nếu Diệp Bắc Minh sử dụng một vài nguồn lực, có lẽ có thể điều tra được, Hàn Kim Long đã từng là một đại tông sư. Nhưng biết thực lực của Hàn Kim Long trượt dốc xuống khoảng cấp thiên. Cả nhà họ Hàn, cũng không có ai biết. Vậy mà Diệp Bắc Minh lại nhìn ra. Hàn Kim Long hoàn toàn tin tưởng vào y thuật của Diệp Bắc Minh. Không nhịn được nói, thần y Diệp, cậu đúng là thần. Ông cụ Hàn này đã thay đổi đã cách gọi.
Diệp Bắc Minh không để ý xua tay, tôi nối lại kinh mạch cho ông, rồi chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của ông. Nếu hồi phục tốt, thì 1-2 năm nữa, có lẽ ông có thể hồi phục thực lực Đại Tông Sư. Cái gì? Cho dù người khôn ngoan như Hàn Kim Long, cũng không dám tin đứng bật dậy. Kinh hãi, vui mừng, bất ngờ, chấn kinh, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. A! À, Hàn Nguyệt kinh hãi hô một tiếng, ôm chặt cái miệng nhỏ, bấu tím cả hai tay. Toàn thân run lên. Thần y Diệp, cậu nói cái gì? Tôi có thể hồi phục thực lực Đại Tông Sư ư, Hàn Kim Long cũng phải ù cả đầu. Hàn Nguyệt cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh gật đầu, đúng thế. Anh không lãng phí thời gian nữa, bảo Hàn Kim Long ngồi xuống. Lấy ra mấy cây kim châm, cắm vào mười mấy huyệt đạo trên người Hàn Kim Long. Một luồng sức mạnh thần bí di chuyển men theo những huyệt đạo này. Bù! Mười mấy giây sau, những kinh mạch đã đứt lại được sức mạnh thần bí nối liền lại. Toàn thân Hàn Kim Long run lên, nước mắt giàn giụa. Ông ta cảm thấy nội lực của mình đang di chuyển đến đôi chân. Hai chân vốn không có sức mạnh, chỉ có thể đi lại bình thường, lúc này tràn đầy sức mạnh. Cảm giác đã mất từ lâu, giờ đã trở về. Hồi phục thật rồi, ơn đức của thần y Diệp như cha mẹ tái sinh. Hàn Kim Long khom lưng 90 độ với Diệp Bắc Minh. Hàn Nguyệt kinh ngạc hô lên, ông nội, ông hồi phục thật rồi ư. Đúng thế, Nguyệt Nhi, ông nội hồi phục rồi, giọng của Hàn Kim Long cũng vang sáng lên 3 phần. Hàn Nguyệt nước mắt lưng tròng. Vì hai chân bị gãy, kinh mạch bị phế. Mà ông nội mất đi thực lực Đại Tông Sư. Mấy năm nay, nhà họ Hàn ngày càng lụi bại. Giờ đây, kinh mạch của ông nội được nối lại, một khi thực lực hồi phục như ban đầu. Nhà họ Hàn dung chuyển Trung Hải đã trở lại. Bề ngoài Diệp Bắc Minh chỉ cứu một mình Hàn Kim Long, nhưng thực tế đã cứu cả nhà họ Hàn. Diệp Bắc Minh thu lại kim châm, bình tĩnh nói kinh mạch vừa được nối liền, vẫn rất yếu, ông phải cẩn thận. Được, được được. Hàn Kim Long gật đầu, coi lời của Diệp Bắc Minh là thánh chỉ. Một vị thần y như vậy, nói gì cũng đúng. Đơn thuốc này, ông tự bốc thuốc uống, uống 1 tháng là được. Diệp Bắc Minh lại kê 1 đơn thuốc đưa cho Hàn Kim Long, được rồi, tôi đi đây. Hàn Kim Long ngẩn người, vội vàng giữ lại, thần y Diệp, ở lại nhà họ Hàn tôi đi. Nếu cậu không thích nơi này, tôi có thể tìm biệt thự khác cho cậu, trang viên cũng được. Tôi còn có chút việc riêng, Diệp Bắc Minh lắc đầu từ chối. Hàn Kim Long chỉ đành bảo Hàn Nguyệt đưa Diệp Bắc Minh về. Mới chưa đến 3 phút, Hàn Nguyệt đã quay lại. Hàn Kim Long thấy kỳ lạ, sao cháu về nhanh thế, thần y Diệp đâu? Ông nội, thần y Diệp không cho cháu đưa về, tự chặn 1 chiếc taxi và đi rồi. Hàn Nguyệt hơi bất lực, rồi kích động hỏi, ông nội, hai chân của ông khỏi thật rồi sao? Hàn Kim Long tươi cười, đúng thế, hai chân của ông nội khỏi hoàn toàn rồi. Ông nội, chẳng phải ông nói, chỉ có quỷ môn thập tam châm mới cứu được chân của ông à? Hàn Nguyệt hơi thắc mắc. Hàn Kim Long ngẩn người. Sau đó, bốp, ông ta vỗ mạnh vào đầu. Quỷ môn thập tam châm, đây là quỷ môn thập tam châm đấy. Hàn Kim Long vô cùng kích động, sao ông không nghĩ đến chứ, Diệp Bắc Minh này là truyền nhân của thần y quỷ thủ Diêm Vương sống. Mấy chục năm rồi, truyền nhân của thần y quỷ thủ lại xuất thế rồi. Quỷ môn thập tam châm, mọc thịt cho xương trắng, làm người chết sống lại. Sắc mặt Hàn Kim Long nghiêm lại, truyền lệnh xuống dưới, bắt đầu từ nay. Người nhà họ Hàn gặp thần y Diệp, giống như gặp Hàn Kim Long ông. Sau khi rời khỏi nhà họ Hàn, Diệp Bắc Minh lập tức gọi một cuộc điện thoại, Nhược Giai, anh đến Trung Hải rồi. Anh quyết định gặp Chu Nhược Giai trước rồi nói sau. Còn về đại hội quân võ, vẫn còn 1 tuần lễ nữa. Tạm thời không gấp, muộn chút rồi nói sau. Hả? Đầu dây bên kia, Chu Nhược Giai đang học trong thư viện. Sau khi nghe điện thoại, lập tức nhảy cẫng lên. Vô cùng kích động nói, anh Bắc Minh, anh đến Trung Hải rồi. Tốt quá, anh ở đâu, em lập tức đến đón anh. Được, được. Chu Nhược Giai để lại 1 câu với bạn cùng phòng, Ấu Ninh, giúp mình mang sách về ký túc nhé. Rồi lao nhanh ra khỏi thư viện như 1 làn khói. Thư viện chấn động. Rất nhiều sinh viên xì xào bàn tán. Đó không phải cỗ máy thu hoạch nam thần Chu Nhược Giai sao? Xảy ra chuyện gì vậy?
Cô ấy chạy ra ngoài trông rất vui sướng. Còn nói cái mà anh Bắc Minh, chẳng lẽ người yêu đến? Chắc đúng hơn nửa rồi. Ôi má, tin tức lớn, máy thu hoạch nam thần Chu Nhược Giai đang yêu đương. Trong thư viện chấn động. Thời điểm Diệp Bắc Minh đến cổng trường Đại học Trung Hải, Chu Nhược Giai đã chờ sẵn ở đây từ lâu. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh xuống xe. Một cơ thể mềm mại thơm ngát nhào tới. Diệp Bắc Minh trở tay ôm eo Chu Nhược Giai. Hương ngọc đầy cõi lòng. Trên đường nhiều người nhìn lắm, không sợ xấu hổ sao, Diệp Bắc Minh khẽ cười nói. Hừ. Chu Nhược Giai hừ nhẹ một tiếng, biểu cảm đầy nũng nịu, sợ cái gì? Em hận không thể cho người của toàn thế giới này biết anh là bạn trai của em. Vậy sao? Diệp Bắc Minh khẽ cười. Lúc này, một giọng nói kinh ngạc mừng rỡ truyền tới, Diệp Bắc Minh, sao anh lại đến Trung Hải? Tô Ấu Ninh, bạn thân của Chu Nhược Giai. Sau khi tốt nghiệp năm tư đại học, hai người hẹn ước cùng nhau thi nghiên cứu sinh. Còn ở cùng một ký túc xá. Cách đây không lâu, nhóm bạn học của Tô Ấu Ninh còn đi Giang Nam chơi, Diệp Bắc Minh đã gặp cô ta. Tô Ấu Ninh cũng là mỹ nữ, không hề kém cạnh hơn so với Chu Nhược Giai. Khoảng thời gian này cô ta đã sưu tầm rất nhiều tin tức liên quan đến vị hôn phu Diệp Bắc Minh của cô bản thân. Nhưng một vài tin tức quá mức khủng khiếp. Thật thật giả giả, Tô Ấu Ninh không tin cho lắm. Tôi đến gặp Nhược Giai, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Thái độ bình thản này so với lúc đối mặt với Chu Nhược Giai quả thật giống như hai người khác nhau. Tô Ấu Ninh có chút mất mát, nặn ra một nụ cười, nếu đã đến Trung Hải, vậy thì ở đây chơi mấy ngày. Tôi và Nhược Giai có thể đưa anh đi dạo. Chu Nhược Giai nhướng mày. Cô vẫn muốn cùng Diệp Bắc Minh trải qua thế giới của hai người mà. Cái gì mà cùng nhau dẫn anh Bắc Minh đi dạo? Diệp Bắc Minh cười một tiếng, không cần, Nhược Giai ở bên tôi là đủ rồi. Ha ha, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, Tô Ấu Ninh cười ha ha, cô ta nhìn đồng hồ trên điện thoại, ai ya, Nhược Giai, không kịp rồi. Trưa nay là ngày học viện kỷ niệm 100 năm thành lập. À, nguy rồi, mình vẫn chưa thay quần áo, Chu Nhược Giai lập tức nhớ ra. Vội vàng giải thích với Diệp Bắc Minh. Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Đại học Trung Hải. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng và ngôi sao lớn đến đây. Chu Nhược Giai chuẩn bị một tiết mục, đến lúc đó muốn lên hát một bài. Cô phải về thay quần áo mới được. Thời gian không đủ. Anh Bắc Minh, em phải về thay quần áo rồi, lát nữa anh cùng em tham gia lễ kỷ niệm chứ, Chu Nhược Giai mong đợi nói. Diệp Bắc Minh cười, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, có thể đi chơi một chút. Anh gật đầu đồng ý. Được. Chu Nhược Giai rất vui sướng, kéo tay Diệp Bắc Minh chạy về phía ký túc xá nữ. Tình huống gì vậy? Chu Nhược Giai kéo tay một bạn nam chạy điên cuồng ở trong trường, rất nhiều sinh viên trợn tròn mắt. 4 năm đại học có rất nhiều người theo đuổi học tỷ Nhược Giai. Không một ai thành công, tên nhóc này là ai, có người giận dữ bất bình. Diệp Bắc Minh đứng dưới ký túc xá nữ. Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng rất sửng dưng bình tĩnh. Chu Nhược Giai nhanh chóng thay xong một bộ đồ yến hội tinh tế. Chiếc áo zipper xinh đẹp lộ ra nửa bên bả vai. Lộ ra cả xương quai xanh. Bó sát eo. Đôi chân đẹp trắng nõn như ngọc. Giống như con thiên nga trắng, khiến người ta mắt sáng lên. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, không tệ lắm, nhóc con cũng lớn rồi. Anh Bắc Minh, anh còn biết đùa em. Chu Nhược Giai chạy tới, đấm ngực anh một cái. Hai người liếc mắt đưa tình, dẫn đến một trận náo động. Chúng ta mau đi thôi. Tô Ấu Ninh đi xuống. Hôm nay cô ta cũng có tiết mục. Vì vậy ăn mặc rất đẹp. Bộ đồ này đã từng được một ngôi sao nữ mặc đi thảm đỏ điện ảnh. Tô Ấu Ninh cắn răng tốn 5-10 ngàn mới thuê được. Anh Diệp, bộ đồ này của tôi thế nào? Tô Ấu Ninh cười nhẹ một tiếng. Diệp Bắc Minh ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta, ánh mắt không rời khỏi Chu Nhược Giai cũng được. Tô Ấu Ninh có cảm giác rất mất mát. Nhưng lại không biểu hiện ra, chúng ta mau đến lễ kỷ niệm đi. 3 người đến hội trường lễ kỷ niệm. Con đường thảm đỏ khắp nơi đều là phóng viên. Rất nhiều ngôi sao lớn, các nhà giàu có hàng đầu ung dung đi qua thảm đỏ đi vào lễ đường của Đại học Trung Hải. Sinh viên bình thường đi vào từ cửa bên. Chu Nhược Giai kéo Diệp Bắc Minh đi vào trong hội trường. Bên ngoài vài chục mét,
một thanh niên mặc áo vest đuôi én nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi vào hội trường lễ kỷ niệm. Gương mặt vốn đang tươi cười trong nháy mắt u ám. Diệp Bắc Minh, anh ta đến Trung Hải. Người này chính là Lâm Kiêu. Ban đầu cùng Tô Ấu Ninh đi Giang Nam chơi. Anh ta muốn theo đuổi Chu Nhược Giai. Chỉ tiếc Chu Nhược Giai không quan tâm đến anh ta. Vô số lần từ chối anh ta theo đuổi, không một chút đáp lại. Mày còn dám đến Trung Hải. Ha ha ha. Mặc dù Lâm Kiêu cũng đã nghe nói qua nhà họ Triệu ở Giang Nam bị diệt. Cái chết của vua Giang Nam. Thương hội Đông Doanh bị tiêu diệt. Tin tức về quân Vô Hối. Nhưng theo như Lâm Kiêu thấy, thậm chí là rất nhiều người trong xã hội thượng lưu Trung Hải nhận xét. Những thứ này đều là tin vịt. Bởi vì quá khoa trương. Vua Giang Nam chết vì một tên nhóc tên Diệp Bắc Minh. Sĩ tộc Giang Nam bị diệt vì một Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh còn một mình đi tiêu diệt thương hội Đông Doanh. Điều càng khiến người ta cảm thấy khoa trương chính là quân Vô Hối cũng bị Diệp Bắc Minh giết. Ai mà không biết quân Vô Hối là con riêng của chiến thần Lăng Phong. Chỉ dựa vào điểm này, nếu quả thật quân Vô Hối bị Diệp Bắc Minh giết. Vậy thì Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ không còn bình an mà đứng ở đây. Vì vậy, Lâm Kiêu cho rằng, tất cả truyền thuyết liên quan đến Diệp Bắc Minh. Tin vịt. Con mẹ nó toàn là tin vịt. Nhà giàu mới nổi ở Giang Nam. Ha ha, cái tát kia Lâm Kiêu tao nhớ đến tận bây giờ. Trong lòng Lâm Kiêu không ngừng cười lạnh, Trung Hải là địa bàn của tao. Diệp Bắc Minh, mày dám đến Trung Hải. Dù là rồng là hổ cũng phải quỳ xuống trước mặt tao. Mối thù của cái tát này tao phải trả lại gấp trăm ngàn lần cho mày. Lúc này ở Trung Hải, trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc chọc trời cao hơn 600 mét. Một cô gái đeo dù lượn đứng trên đỉnh tầng cao nhất, nhìn tin nhắn trên điện thoại. Tiểu sư đệ đã đến Trung Hải, hi hi, lần này có trò vui rồi. Sau đó nhảy xuống. Diệp Bắc Minh theo Chu Nhược Giai đi vào hội trường. Chu Nhược Giai rất xinh đẹp, giống như một con thiên nga trắng. Tô Ấu Ninh cũng không kém. Còn Diệp Bắc Minh thì không chói lóa như vậy. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Chu Nhược Giai và Tô Ấu Ninh. Là anh ta. Một đám nhà giàu hàng đầu đứng phía xa. Có hai tên nhà giàu mặt đầy khiếp sợ, ly rượu trong tay cầm cũng không vững. Thiếu chút nữa rớt xuống đất. Bọn họ không phải ai khác chính là Tổng Giám Đốc Lý và Tổng Giám Đốc Phương ở buổi dạ tiệc từ thiện đêm hôm đó. Hai người đều tốt nghiệp trường Đại học Trung Hải. Hôm nay đương nhiên cũng phải tới lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Chỉ là không ngờ lại gặp được Diệp Bắc Minh ở đây. Cùng với khiếp sợ lại có phần kích động. Sao cậu ta lại đến Trung Hải? Tổng Giám Đốc Phương buông ly rượu, lập tức đi về phía Diệp Bắc Minh. Chu Nhược Giai và Tô Ấu Ninh còn có thiết mục, vì vậy trực tiếp đi ra phía sau sân khấu. Diệp Bắc Minh tìm một góc ngồi xuống. Cậu Diệp, Tổng Giám Đốc Phương đi đầu, mặt đầy kích động, tôi tên là Vương Trường An, rất vui được gặp cậu ở đây. Cậu Diệp, tôi là Lý Khắc Hùng. Tổng Giám Đốc Lý cũng tiến đến gần, tự giới thiệu. Diệp Bắc Minh mặt đầy kỳ quái, tôi quen mấy người sao? Cậu Diệp, cậu không quen chúng tôi, nhưng chúng tôi quen cậu đó, Vương Trường An cực kỳ kích động. Tối hôm trước tại dạ tiệc từ thiện ở Long Đô, chúng tôi đều ở đó, Lý Khắc Hùng vội vàng cướp lời. Hai phú hào hàng đầu Long Đô lúc này đều vô cùng khách sáo đứng trước mặt Diệp Bắc Minh. Ồ, Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu. Vương Trường An nói, cậu Diệp, cậu qua chỗ tôi ngồi đi. Tôi có vị trí gần nhất. Cậu Diệp, chỗ tôi cũng không tệ, tầm nhìn tốt nhất, lát nữa còn có tiết mục văn nghệ, Lý Khắc Hùng nói ngay theo sau. Hôm nay có rất nhiều ngôi sao lớn tuyến một đến ủng hộ. Có cả ca múa biểu diễn. Không cần, các ông đi làm việc của mình đi, Diệp Bắc Minh xua tay. Hai người nhìn ra Diệp Bắc Minh không muốn bị quấy rầy. Rất thức thời rời đi. Được rồi. Lúc này có thể ở trước mặt Diệp Bắc Minh làm quen đã là đủ rồi. Còn quấy rầy, bọn họ sao dám chứ? Hai người vừa rời đi thì có mấy người Đông Doanh đến. Chiba Sadako. Cánh tay bị Diệp Bắc Minh chém mất của cô ta đã được nối liền. Sau lưng còn có mấy võ giả Đông Doanh đi theo. Hai võ giả Đông Doanh Đại Tông Sư Đỉnh Phong, ba Tông Sư. Bởi vì có tháp Càn Khôn trấn ngục. Diệp Bắc Minh đã nhìn ra thực lực của bọn họ. Một khuôn mặt quen thuộc đi theo bên cạnh Chiba Sadako.
Ngụy Tử Khanh. Sao chị họ của Ngụy Yên Nhiên cũng tới? Lại còn đi chung với người Đông Doanh. Bởi vì Diệp Bắc Minh ngồi trong góc, không bị bọn họ chú ý đến. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường bắt đầu. Sau khi biểu diễn ca múa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã gần đến hồi kết. Chu Nhược Giai biểu hiện rất tốt, hát xong một bài hát liền nhận được tiếng hò hét cổ vũ của vô số sinh viên. Cuối cùng, dẫn chương trình bước lên sân khấu, đến tiết mục quyên góp. Tôi quyên góp 3 triệu cho trường cũ. Tôi quyên góp 5 triệu. Tôi quyên góp 10 triệu. 20 triệu. Rất nhiều nhà giàu hàng đầu đi ra từ Đại học Trung Hải lần lượt quyên góp tiền. Hội trường vô cùng náo nhiệt. Lâm Kiêu cầm một tờ chi phiếu đi lên sân khấu. Lâm Kiêu, tôi đại diện cho nhà họ Lâm ở Trung Hải, quyên góp cho trường cũ 50 triệu. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay không dứt. Phía dưới sục sôi. Lâm Kiêu cười nói, các vị, theo như tôi biết còn có một danh nhân lớn có mặt trong hội trường lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Hai chữ danh nhân được Lâm Kiêu nhấn rất mạnh, mang theo ý giễu cợt. Tin chắc các vị đã nghe nói qua. Gần đây Giang Nam không yên bình lắm. Cái gì mà nhà họ Triệu ở Giang Nam, còn truyền ra tin tức vua Giang Nam chết vì một người nào đó. Chuyện càng khiến người ta mắc cười chính là lời đồn con trai của chiến thần Lăng Phong cậu quân Vô Hối cũng bị người này giết. Ha 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 ha, nửa tháng trước tôi vẫn uống rượu cùng với cậu quân, làm sao cậu quân có thể bị giết chứ? Lâm Kiêu nói một tràng dài. Soạt. Trong phút chốc, dưới sân khấu yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn Lâm Kiêu trên sân khấu. Lâm Kiêu điên rồi sao? Trường hợp này sao dám nói lời này? Vương Trường An và Lý Khắc Hùng theo bản năng quay đầu, nhìn Diệp Bắc Minh ở trong góc. Khóe miệng Diệp Bắc Minh cười lạnh. Lâm Kiêu giới thiệu anh như vậy ở ngay trước mặt mọi người, muốn làm gì? Kiêu Nhi, con làm gì vậy? Đừng ăn nói bậy bạ. Bố của Lâm Kiêu là Lâm Sùng Sơn ngồi dưới sân khấu. Ông ta bị dọa cho ra đầu tê dại, đè nén giọng quát lên, đừng nói linh tinh. Xuống đi. Lâm Sùng Sơn cũng sắp bị dọa chết rồi. Lâm Kiêu không biết chân tướng chuyện này, nhưng ông ta còn không biết sao. Những thứ này đều là thật. Bố, con nói không sai. Mặt Lâm Kiêu ra vẻ vô tội. Con trai, đừng làm loạn. Xuống, Lâm Sùng Sơn quát khẽ. Lâm Kiêu làm như không nghe thấy, chỉ góc phía sau, hét lớn vào micro, nhân vật chính náo loạn mấy chuyện gần đây cũng có mặt tại hội trường, Diệp Bắc Minh. Nào nào nào, để mọi người cùng nhau chào đón nhân vật truyền kỳ Diệp Bắc Minh. Giọng nói của Lâm Kiêu vô cùng giễu cợt. Soạt, tất cả mọi người đều quay đầu. Nhìn sang chỗ của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Trẻ tuổi quá. Sinh viên Đại học Trung Hải mặt đầy tò mò. Chiba Sadako sắc mặt u ám, không ngờ Diệp Bắc Minh cũng ở đây, sát ý trong lòng sôi trào. Ngụy Tử Khanh sững sờ, anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Đêm hôm đó, người đàn ông nằm trên giường của em họ Ngụy Yên Nhiên lại là Diệp Bắc Minh ở Giang Nam. Thú vị. Ngụy Tử Khanh thầm nói. Lâm Kiêu giễu cợt nói, anh Diệp Bắc Minh, không phải anh rất giàu sao? Ban đầu khi ở Giang Nam còn vung ra 10 triệu mua xe sang cho Nhược Giai. Tiền đối với anh mà nói chắc cũng không tính là gì đúng chứ. Hôm nay tại lễ kỷ niệm trường Đại học Trung Hải, nhà họ Lâm tôi quyên góp 50 triệu, anh Diệp thế nào cũng phải quyên góp nhiều hơn một chút so với nhà họ Lâm tôi ấy nhỉ. Coi như là vì Nhược Giai, anh quyên góp 7-80 triệu, hoặc 100 triệu, cũng xem như không nhiều chứ. Soạt. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi trên người Diệp Bắc Minh. Lâm Kiêu, anh làm gì thế? Chu Nhược Giai tức giận. Lâm Kiêu cười nói, Nhược Giai, người ta có thể tiêu 10 triệu mua một chiếc xe sang cho em. Lấy danh nghĩa của em quyên góp 7-80 triệu trục chắc cũng không tệ nhỉ. Chỉ có như vậy mới có thể chứng tỏ anh ta yêu em hơn. Lâm Kiêu chỉ có một mục đích, đó là muốn bêu xấu Diệp Bắc Minh. Thủ đoạn này rất thấp hèn, nhưng vô cùng hữu dụng. Nếu như Diệp Bắc Minh không quyên góp, bây giờ sẽ mất thể diện. Ngộ nhớ thật sự quyên góp được 7-80 triệu, Lâm Kiêu chỉ dùng mấy câu sẽ khiến Diệp Bắc Minh tổn thất một khoản tiền lớn, vậy cũng vô cùng tốt. Ngay lúc mọi người cho rằng Diệp Bắc Minh đang ở thế cưỡi trên lưng cọp. Nhà họ Hàn ở Trung Hải đại diện cho cậu Diệp, thay cô Nhược Giai quyên góp 1 tỷ cho trường Đại học Trung Hải.
một giọng nói từ cửa lớn lễ đường truyền tới. Hội trường trong nháy mắt yên lặng. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đi từ cửa lớn lễ đường vào. Hàn Nguyệt. Cô cả nhà họ Hàn ở Trung Hải. Cô Hàn. Rất nhiều người đều giật mình nhận ra Hàn Nguyệt. Rít. Hội trường lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường truyền đến âm thanh hít khí lạnh. Tất cả sinh viên đều bị chấn động. 1 tỷ đó. Không hổ là nhà họ Hàn, tiền muôn bạc biển. Cho dù là những nhà giàu kia cũng đều chép miệng. 1 tỷ tiền mặt đối với bọn họ mà nói, cũng tổn thương đến cột sống. Xem ra chuyện xảy ra bên phía Giang Nam hơn nửa là sự thật, nếu không nhà họ Hàn sẽ không dùng thái độ này đối xử với Diệp Bắc Minh, có người thấp giọng nói. Những nhà giàu khác ở Trung Hải trong lòng run rẩy. Vương Trường An và Lý Khắc Hùng không ngừng cười lạnh, bản lĩnh cậu Diệp làm sao các người biết được. Ngang ngược tàn ác. Hàn Nguyệt đi tới, lạnh lùng nhìn Lâm Kiêu. Lâm Kiêu gần như bị hù chết, bò trên đất không dám nói lời nào. Sao có thể chứ? Có ý gì? Hàn Nguyệt cô ta có ý gì? Chẳng lẽ những thứ kia không phải tin đồn? Đều là thật. Cho nên, phản ứng vừa rồi của bố mình, ôi trời ơi, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh anh ta thật sự giết quân vô hối, Lâm Kiêu lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ. Lúc này, anh ta thật sự muốn chết rồi. Sắc mặt Lâm Kiêu trắng bệch, không còn chút huyết sắc, yếu ớt nói một câu, bố cứu con. Lâm Sùng Sơn vội vã chạy tới, cúi đầu, cô Hàn, con trai tôi nó. Im miệng, Hàn Nguyệt lạnh giọng khiển trách một câu. Sau đó sải bước đến trước mặt Diệp Bắc Minh, thần y Diệp, xử lý thế nào? Ha ha, Diệp Bắc Minh buồn cười, đứng dậy đi về phía bố con Lâm Kiêu. Diệp Bắc Minh, anh muốn thế nào? Lâm Kiêu hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Lúc này anh ta mới phát hiện Diệp Bắc Minh thật sự đáng sợ. Suy nghĩ trước đó của mình quả thật giống một đứa ngốc vậy. Diệp Bắc Minh cười, anh muốn giễu cợt tôi hay đùa bỡn tôi? Hay là bêu xấu tôi? Anh nói xem, nếu tôi tùy tiện bỏ qua cho anh, sau này người khác sẽ đối với tôi thế nào đây? Tôi. Lâm Kiêu toàn thân run rẩy. Sắc mặt tái nhợt. Một câu cũng không nói được. Sau khi biết được những chuyện kia là thật, đầu óc anh ta trống rỗng, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Đột nhiên, Lâm Sùng Sơn nhặt một cái ghế, giơ lên cao rồi nện xuống. Một tiếng, rắc rắc, giòn giã. A! Lâm Kiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cái chân của anh ta bị Lâm Sùng Sơn đánh gãy tại chỗ. Rít! Mọi người trong hội trường hít một hơi lạnh. Lâm Sùng Sơn quá độc ác. Ông ta đỏ mắt nói, cậu Diệp Bắc Minh, con trai tôi đắc tội với cậu, là con tôi sai. Tôi đánh gãy một chân của nó, đền tội cho cậu. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, không đủ. Cái gì? Lâm Sùng Sơn mặt biến sắc, cắn răng nói, được, vậy thì thêm một cái chân. Bố, đừng. Răng rắc. A. À. Toàn thân Lâm Kiêu phát run, đau muốn ngất đi. Cậu Diệp Bắc Minh. Một chân đủ chưa? Lâm Sùng Sơn cắn răng hỏi. Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu, không đủ. Cơ thể Lâm Sùng Sơn chấn động. Cậu Diệp Bắc Minh, nó là con trai tôi. Vậy đi, tôi lấy danh nghĩa của nó, quyên góp 1 tỷ cho trường Đại học Trung Hải. Một đôi chân, cộng thêm 1 tỷ, được chứ? Trong mắt Lâm Sùng Sơn đều là tia máu. Bố! Lâm Kiêu cũng bối rối. Diệp Bắc Minh này thật sự đáng sợ đến vậy sao? Đây chính là 1 tỷ. Trong miệng Diệp Bắc Minh vẫn phun ra 2 chữ, không đủ. Cái gì? Lâm Sùng Sơn ngây người, trong lòng tỏa ra cơn thịnh nộ. Ông ta cố nén tức giận. Đè thấp giọng xuống, lạnh lùng nói, cậu Diệp Bắc Minh, cái này không đủ, cái kia không đủ, cậu còn muốn gì? Tôi muốn mạng của anh ta. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Một cước đạp ra ngoài. Lâm Kiêu như chó chết bay ra ngoài. Đụng vào vách tường. Chết! Con trai, trước mắt Lâm Sùng Sơn tối sầm, ngất xỉu. Mang cả đi. Hàn Nguyệt ra lệnh, lập tức có người mang bố con nhà họ Lâm đi. Lâm Kiêu, anh ta chết, chết rồi, Tô Ấu Ninh toàn thân run rẩy. Chu Nhược Giai thì khá lạnh nhạt, dù sao ở trước phủ vua Giang Nam và nhà họ Triệu, cô đều đã nhìn thấy Diệp Bắc Minh giết người. Thần y Diệp, tiếp thép có buổi đấu giá. Anh có hứng thú tham dự không? Hàn Nguyệt hỏi. Diệp Bắc Minh có chút tò mò, buổi đấu giá. Hàn Nguyệt cười nói, đúng vậy,
có một vài món đồ đấu giá liên quan đến võ giả, còn có một ít bảo vật. Cụ thể thì anh có thể đi xem rồi nói sau. Được. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý. Anh cũng muốn tìm hiểu một chút về giới võ đạo ở bên ngoài. Tập võ ở núi Côn Luân 5 năm. Nói thật, Diệp Bắc Minh ngoại trừ thực lực nghịch thiên, y thuật siêu phàm, thân pháp quỷ dị, khinh công vô địch, ngân châm vô địch, hạ độc đệ nhất thiên hạ, giải độc đệ nhất thiên hạ ra. Đối với đồ vật trong giới võ đạo lại không biết gì. Được, vậy thì dẫn tôi đi xem, Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý. Anh dẫn theo cả Chu Nhược Giai. Chiba Sadako ở đây. Chu Nhược Giai xuất hiện cùng anh, ngộ nhớ đối phương bắt Chu Nhược Giai để uy hiếp anh, vậy thì chuyện thật phiền phức. Tô Ấu Ninh mặt dày đi theo phía sau, đi về phía hội trường đấu giá. Dọc đường đi, cô ta liên tục nhìn lén bóng lưng Diệp Bắc Minh. Tâm tình khiếp sợ và phức tạp. Rất nhanh đã đến hội trường đấu giá. Ngay tại trường Đại học Trung Hải. Bởi vì hôm nay trường Đại học Trung Hải tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, rất nhiều nhà giàu tề tựu về đây. Vừa hay thích hợp cho một buổi đấu giá. Nơi này là hội trường đấu giá dưới lòng đất được xây dựng riêng biệt. Nguy nga lộng lẫy. Tổng cộng hơn 300 chỗ ngồi. Hàn Nguyệt giới thiệu, thần Y Diệp, buổi đấu giá lần này do phòng đấu giá Sotheby tổ chức. Tối nay tổng cộng có 31 món đồ đấu giá. Cô ta còn cầm theo một quyển sổ tinh xảo giao cho Diệp Bắc Minh. Hắn cũng tới. Chiba Sadako phát hiện ra Diệp Bắc Minh. Ngụy Tử Khanh hẽ nhíu mày, tên nhãi này đúng là ngoài ý muốn, không ảnh hưởng đến đấu giá lần này của chúng ta chứ. Món đồ kia tôi bắt buộc phải lấy được, Chiba Sadako mặt đầy tự tin. Dù hắn có muốn cướp của tôi, tiền cũng không thể nhiều bằng tôi được. Gia tộc Chiba là một nhà tài phiệt siêu cấp ở đảo quốc Đông Doanh. Nắm trong tay tài sản cả ngàn tỷ đô la. Diệp Bắc Minh làm sao có thể nhiều tiền bằng cô ta? Diệp Bắc Minh liếc nhìn quyển sổ trong tay. Bắt đầu là một ít đồ cổ, châu báu. Lại còn có cả đan dược để thăng thực lực võ giả. Cũng đều là đan dược thuộc võ giả cấp thiên, giả khởi điểm khoảng 2 triệu. Đáng tiếc, Diệp Bắc Minh đã vượt qua Đại Tông Sư, những đan dược này vô dụng với anh. Lật sang trang tiếp theo. Một chiếc đỉnh nhỏ màu xanh đồng mang phong cách cổ xưa xuất hiện trước mắt. Chiếc đỉnh này không tệ, có thể luyện đan, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đột nhiên nói. Diệp Bắc Minh trong lòng chấn động, luyện đan. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu, đúng vậy, có thể dùng để luyện đan. Giúp thực lực võ đạo của cậu tăng lên, nếu như cậu dựa vào thời gian để tích lũy nội lực, e là 10 năm cũng không thể trở thành võ tông. Có chiếc đỉnh này, tôi có thể dạy cậu phương pháp luyện chế mười mấy loại đan dược, khiến cậu tăng tốc để thăng thực lực. Dù thế nào, nhất định phải lấy được. Một bên khác, Chiba Sadako cũng mở sổ ra, đến trang có chiếc đỉnh màu xanh đồng này. Chỉ cần có nó, nhà Chiba mình có thể sản xuất ra một lượng lớn tông sư. Chiba Sadako mặt đầy kích động, cô ta thề. Tối nay, ai cướp với mình, người đó sẽ chết. Hội trường đấu giá ngày càng đông người. Vương Trường An và Lý Khắc Hùng cũng đến, nhìn thấy Diệp Bắc Minh phía xa liền cười chào hỏi. Có Hàn Nguyệt ở đây, bọn họ cũng không dám tới bắt chuyện. Khoảng 10 phút sau, đèn của hội trường đấu giá tối sầm. Trên sân khấu trung tâm buổi đấu giá, một cô gái duyên dáng mặc sườn xám bước ra. Cô ta khoảng 20 tuổi, vô cùng trẻ trung. Chăm sóc cơ thể rất tốt. Da thịt trắng nõn, vóc dáng lả lướt. Giữa sự tươi tốt còn mang theo một luồng hơi thở ấm áp. Trên người cô ta còn có một loại khí chất cao quý trời sinh. Đây là trời sinh, không ai bắt chước được. Cô gái mặc sườn xám tự giới thiệu, chào mọi người, tin chắc những người bạn đã từng vài lần tham gia phòng đấu giá Sotheby đã không còn xa lạ gì với tôi. Nhưng rõ ràng còn xuất hiện một vài gương mặt xa lạ. Để quan tâm đến những người bạn này hơn, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Lý Gia Hinh, đến từ nhà họ Lý ở Cảng Đảo. Là người phụ trách phòng đấu giá Sotheby ở trong nước. Nhà họ Lý ở Cảng Đảo. Những chữ này đại diện cho tất cả. Không cần giới thiệu quá nhiều. 10 năm trước, nhà họ Lý ở Cảng Đảo chính là nhà giàu nhất Long Quốc. Những năm gần đây mới bị Jack Ma và Tony Ma ở trong nước vượt mặt. Nhưng nhà họ Lý có chức tước quý tộc ở Ưng Quốc, đã sớm vượt qua các tầng lớp. Lý Gia Hinh,
Cô ấy chính là Lý Gia Hinh đó, công chúa nhà họ Lý ở cảng đảo. Giáo chủ giới thời trang. Người mẫu siêu cấp, Tô Ấu Ninh rất kích động. Chu Nhược Giai mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Lý Gia Hinh trên sân khấu, oa, cô ấy xinh quá. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, Nhược Giai nhà anh vẫn là đẹp nhất. Anh Bắc Minh, anh còn biết nịnh người khác nữa. Chu Nhược Giai đỏ mặt. Diệp Bắc Minh cười nói, anh nói thật mà. Dung mạo Chu Nhược Giai nếu so với Lý Gia Hinh vốn không hề kém cạnh. Nếu uống một vài đan dược dưỡng nhan, chắc chắn có thể giết được Lý Gia Hinh trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh suy nghĩ, nếu có cơ hội cũng luyện cho Chu Nhược Giai một lò luyện đan cũng không tệ. Bây giờ xin mời món đấu giá đầu tiên, tranh cung nữ. Cùng với tiếng ra lệnh của Lý Gia Hinh, buổi đấu giá được bắt đầu. Một bức tranh cổ được người ta mang lên, treo trên một cái giá. Giá khởi điểm 30 triệu. Sau một hồi đấu giá được người ta đấu giá cao 80 triệu. 7-8 món đấu giá tiếp theo. Đều là một vài bức tranh chữ cổ. Diệp Bắc Minh không có hứng thú. Mãi đến món đồ đấu giá thứ 15. Qua, đẹp quá, Chu Nhược Giai không nhịn được kêu lên một tiếng. Sao vậy, thích? Diệp Bắc Minh cười hỏi. Đây là một mặt dây chuyền phỉ thủy màu đỏ tươi như máu. Được điêu khắc thành hình vẽ phượng hoàng. Trông rất sống động. Phỉ thúy đỏ. Vô cùng hiếm thấy, mỗi một miếng đều là giá trên trời. Đặc biệt miếng phỉ thúy đỏ điêu khắc thành hình phượng hoàng này đã từng là đồ của cung đình. Giá trị cao có tiền cũng không mua được. Quả đúng là quốc bảo. Đắt quá, giá khởi điểm 80 triệu, Chu Nhược Giai lắc đầu. Một vài nhà giàu vẫn đang cạnh tranh. 83 triệu. 88 triệu. 95 triệu. Không còn giá 80 triệu nữa, giá cả vẫn còn đang tăng lên. Cái giá này đối với Chu Nhược Giai mà nói, quả đúng là một con số lớn. Dù rất thích, nhưng cô cũng không muốn. Bởi vì quá đắt. Không sao. Diệp Bắc Minh bình thản kêu giá, 300 triệu. Soạt. Trong phút chốc, ánh mắt tất cả mọi người rơi vào người Diệp Bắc Minh. Tràn đầy kinh ngạc. Cho dù là những nhà giàu hàng đầu kia cũng đều bối rối. Lại còn chơi đấu giá như vậy. Mọi người đều đấu giá từ từ, chậm rãi tăng lên. Nào có giống như Diệp Bắc Minh, trực tiếp hét giá 300 triệu. Gấp 3 lần. 300 triệu. Tô Ấu Ninh nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chiba Sadako nhìn sang, cười lạnh, hóa ra là đến để dỗ phụ nữ vui. 300 triệu lần 1. 300 triệu lần 2. 300 triệu lần 3, thành giao, khi dẫn chương trình gõ búa xuống. Phỉ thúy đỏ đã được Diệp Bắc Minh giành được với giá 300 triệu. Người của phòng đấu giá vừa bước xuống, chuẩn bị quẹt thẻ thu tiền. Xin chờ chút, để tôi. Tốc độ của Vương Trường An rất nhanh. Ngăn cản người của phòng đấu giá. Tôi là bạn của cậu ấy, để tôi trả tiền. Quẹt thẻ, ký hóa đơn. Làm liền một mạch. Người của phòng đấu giá đều ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phỉ thúy đỏ liền bị Vương Trường An giành lấy. Nhanh chóng đưa đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, đồ của cậu. Diệp Bắc Minh có chút dở khóc dở cười, nhận lấy phỉ thúy đỏ ông cũng nhanh đấy. Hắc hắc, đây là việc tôi nên làm, cậu cứ làm việc của mình đi, Vương Trường An cười rất vui vẻ, lui về chỗ ngồi của mình. Rất nhiều nhà giàu đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Một nhà giàu mặc đồ vest thương hiệu nổi tiếng, mặc dù Diệp Bắc Minh có danh tiếng rất lớn. Nhưng tiêu 300 triệu để kết giao với anh ta như vậy có đáng không? Chắc chắn không đáng. Nhà giàu khác lắc đầu. Sau khi Vương Trường An nghe xong, trong lòng buồn cười, mấy người làm sao biết được chuyện xảy ra trong dạ tiệc từ thiện ở Long Đô. Đừng nói 100 triệu, 1 tỷ tôi cùng bằng lòng. Hàn Nguyệt cười hết nói nổi. Cô ta còn đang muốn trả tiền, đáng tiếc bị Vương Trường An tranh mất. Lý Gia Hinh cũng nhìn sang, mắt đẹp khẽ chớp. Hỏi người bên cạnh mấy câu, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Đố kỵ trong mắt Lý Khắc Hùng bùng nổ. Ông ta cũng chậm nửa nhịp, bị Vương Trường An giành trả tiền trước. Đáng ghét. Nhược Giai, nó là của em, Diệp Bắc Minh đưa phỉ thúy đỏ cho Chu Nhược Giai. A, à, Chu Nhược Giai cực kỳ bất ngờ, nhìn phỉ thúy đỏ hình phượng hoàng. Yêu thích không rời tay. Tô Ấu Ninh bên cạnh vừa hâm mộ lại ghen tị, trong mắt có thể nhỏ ra nước. Sản phẩm đấu giá tiếp theo lên sàn là đan dược rất phù hợp cho võ giả cấp thiên sử dụng. Một viên đan dược, giá khởi điểm 30 triệu.
cuối cùng giá của mỗi một viên đã lên đến 150 triệu. Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Thần y Diệp, số đan dược này rất khó luyện chế, hơn nữa có thể bồi dưỡng số lượng lớn võ giả cấp thiên. Đối với một số phú hào, nó đã rất xa xỉ rồi, Hàn Nguyệt nhìn ra vẻ bất ngờ của Diệp Bắc Minh. Chính là đạo lý này. Cũng không phải người nào cũng có thể trở thành võ giả cấp tông sư. Người bình thường có thể trở thành võ giả cấp thiên, đã cần phải cố hết sức lực của đời. 1000 năm cũng chưa chắc có người yêu nghiệt như Diệp Bắc Minh xuất hiện. Đấu giá đan dược xong, cuộc đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc. Lý Gia Hinh xuất hiện, đẩy một chiếc xe đẩy đi lên, bên trên là một cái lư đỉnh thanh đồng. Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều dồn qua. Rất nhiều phú hào cũng phải thở gấp. Ánh mắt của Ngụy Tử Khanh sững lại, đây chính là cái đỉnh mà cô Chi Ba ao ước ư. Là nó, chính là nó. Không tiếc mọi giá, Chi Ba Sadako đứng bật dậy. Sau khi mọi người xung quanh nhìn sang bằng ánh mắt kinh ngạc, cô ta cố kiềm chế nỗi kích động trong lòng và ngồi xuống. Một chiếc đỉnh thanh đồng cổ đại, không rõ thời đại, tin rằng trước khi đến đây, những người muốn có được vật này đã nghiên cứu qua rồi. Lý Gia Hinh mỉm cười, ánh đèn chiếu lên chiếc đỉnh thanh đồng, tôi không nói nhiều nữa, giá khởi điểm, 1 tỷ. 1 tỷ 1. 1 tỷ rưỡi. 3 tỷ. Mấy phú hào của Long Quốc lần lượt ra giá. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đã có chuẩn bị, sớm biết giá trị của chiếc đỉnh này. Chi Ba Sadako bật cười, ha ha ha, tối nay, các người, đừng ai muốn tranh với tôi. Chiếc đỉnh này, tôi ra giá, 10 tỷ. Cô ta vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao. 10 tỷ ư, Tô Ấu Ninh suýt cắn vào lưỡi. Chu Nhược Giai ở một bên cũng rất kinh ngạc. Hàn Nguyệt cau mày, vốn còn định thử cạnh tranh, nhưng nghe thấy cái giá 10 tỷ. Lập tức chọn từ bỏ. Là Chi Ba Sadako. Cô gái này điên rồi hả? 10 tỷ, vãi. Một vài phú hào Long Quốc đã bắt đầu bàn tán. Cái giá 10 tỷ, đúng là làm người ta khiếp sợ. Nếu bọn họ còn tiếp tục cạnh tranh, không biết chừng sẽ khuynh ra bại sản. Còn ai ra giá nữa không? Ha ha ha, chiếc đỉnh này là của tôi rồi. Chi Ba Sadako đỏ bừng mặt, rất hào hứng kích động. Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng chiếc đỉnh đã rơi vào tay Chi Ba Sadako. Diệp Bắc Minh nở nụ cười tự tin, thản nhiên nhả ra 3 chữ. 100 tỷ. Hả? Tô Ấu Ninh phản ứng mạnh, quay đầu, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Anh Bắc Minh, vừa nãy là anh nói à? Chu Nhược Giai ngẩn người, cái miệng nhỏ khẽ há hốc, vô cùng đáng yêu. Hàn Nguyệt chấn hãi nhìn sang Diệp Bắc Minh, thần y Diệp 100 tỷ. Là anh ra giá hả? Ngay cả cô ta cũng cảm thấy Diệp Bắc Minh điên rồi. Là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đến từ Giang Nam. Anh ta có 100 tỷ hả? Có người nghi ngờ. Có lẽ là có thật, tài sản nhà họ Triệu, dù thế nào cũng có mấy chục tỷ chứ, cộng thêm phủ vua Giang Nam có người trả lời. Vãi, bại gia chi tử. Anh ta ra giá cho vui phải không? Đây là phòng đấu giá Sotheby, do nhà họ Lý chủ trì, cho dù là nhà họ Diệp ở Long Đô cũng không dám ra giá cho vui, một số phú hào lắc đầu. Lần này Diệp Bắc Minh gặp rắc rối lớn rồi. Hoặc là lấy ra 100 tỷ, mua chiếc đỉnh này. Hoặc là, có thể sẽ chết. Vãi! Vương Trường An sợ đến run rẩy. Lý Khắc Hùng nuốt nước miếng, cậu Diệp, chơi lớn đấy. Sợ cái gì, cho dù xảy ra chuyện. Đã có người đó chống đỡ, Vương Trường An cau mày. Lý Khắc Hùng nghĩ đến người đó ở Long Đô, bất giác gật đầu. Nhà họ Lý và phòng đấu giá Sotheby cũng không bằng một câu của người đó. 100 tỷ. Ngụy Tử Khanh sợ giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Bắc Minh này điên rồi sao? Anh ta lấy tự tin ở đâu ra? Đôi mắt Chi Ba Sadako lập tức nổi đầy tia máu, cô ta gầm lên nói, không thể nào. Diệp Bắc Minh có thể bỏ ra 100 tỷ sao? Tuyệt đối không thể nào. Anh ta đang hô bừa, chắc chắc là đang ra giá bừa bãi. Tôi yêu cầu anh ta phải chứng minh tài sản, nếu anh ta không có 100 tỷ, thì chiếc đỉnh này là của tôi. Chi Ba Sadako sắp phát điên. Tuy cô ta đã khoác lác tận mây xanh, không tiếc mọi giá, phải có được chiếc đỉnh này. Nhưng cô ta cũng không có tư cách sử dụng đến 100 tỷ. Nếu cô ta thực sự bỏ ra 100 tỷ đấu giá chiếc đỉnh này,
những người nắm quyền của gia tộc Chiba nhất định cho rằng cô ta không có năng lực. Vẻ mặt Lý Gia Hinh trầm xuống, hơi khó xử. Làm ngành đấu giá, đương nhiên cô ta muốn nâng giá của vật phẩm lên càng cao càng tốt. Nhưng Diệp Bắc Minh ra giá 100 tỷ, rõ ràng là đang gây sự. Anh Diệp, chúng tôi cần anh chứng minh tài sản. Lý Gia Hinh nhìn Diệp Bắc Minh, ra thế tay xin mời, mời anh lên đây trình ra thẻ ngân hàng. Được. Diệp Bắc Minh đứng lên, đi về phía Lý Gia Hinh dưới con mắt của tất cả mọi người. Lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lý Gia Hinh. Chính là tấm thẻ vàng có các hình rồng vàng, gấu đen, hổ, sư tử và chim ưng. Tấm thẻ của 27 sư phụ đỡ đầu đưa cho anh. Nghe William nói, tấm thẻ này liên kết với kho tiền của tất cả các tập đoàn tài chính thế giới. Rút không hết tiêu mệt nghỉ. Cho nên, anh mới ra giá 100 tỷ. Dù sao cũng không phải là tiền của mình, cứ tự nhiên dùng. Tấm thẻ này là... Lý Gia Hinh nhìn thấy thẻ ngân hàng của Diệp Bắc Minh, đồng tử co lại. Cô ta khẽ lắc đầu, cố gắng kiềm chế cơn chấn động trong lòng, anh Diệp, không cần chứng minh tài sản nữa. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong lòng anh cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Lý Gia Hinh biết tấm thẻ này? Tại sao không cần chứng minh tài sản? Chiba Sadako nổi giận, chỉ vào mũi Lý Gia Hinh, cô có ý gì hả, Lý Gia Hinh? Phòng đấu giá Sotheby các cô đang dở trò mờ ám hả? Chiếc đỉnh này làm sao có thể đáng giá 100 tỷ? 10 tỷ cũng là nhiều rồi. Gian lận, chắc chắn là gian lận. Lý Gia Hinh lạnh mặt, Chiba Sadako, cô đang nghi ngờ tính công bằng của nhà họ Lý ở hương đảo sao? Chiba Sadako kinh sợ, vội vàng lắc đầu, cô Lý, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. 10 năm trước nhà họ Lý ở hương đảo là phú hào hàng đầu của Long Quốc. Chắc chắn tài lực không yếu hơn gia tộc Chiba. Cô ta biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lại, ý của tôi là chiếc đỉnh này đáng giá 100 tỷ. Đuổi ra ngoài. Lý Gia Hinh chỉ nói ba chữ. Vâng. Người của hội đấu giá xuất hiện, đuổi đám người Chiba Sadako ra ngoài. Cho dù đưa theo ba tông sư, hai đại tông sư. Chiba Sadako cũng không dám hạ lệnh cho bọn họ ra tay. Đắc tội với phòng đấu giá Sotheby và nhà họ Lý, gia tộc Chiba chắc chắn sẽ bị trừng trị. Đám người Chiba Sadako bị đuổi ra ngoài. Ngụy Tử Khanh lẻ loi một mình, cô ta hơi lúng túng. Anh Diệp, mời sang bên này thanh toán. Lý Gia Hinh mỉm cười, mời Diệp Bắc Minh đến một phòng bao. Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều, liền đi theo vào. Lý Gia Hinh nói thẳng vào vấn đề, anh Diệp tình nguyện bỏ ra 100 tỷ mua chiếc đỉnh này. Chắc là biết lai lịch của nó phải không? Đây là đỉnh luyện đan. Diệp Bắc Minh lên tiếng, ngắn gọn và xúc tích. Lý Gia Hinh mỉm cười, đúng thế, đúng là đỉnh luyện đan. Nhà họ Lý chúng tôi có được chiếc đỉnh này, đồng thời còn có một công thức luyện đan. Ồ, Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc. Ấy, Lý Gia Hinh lại thở dài một tiếng, chỉ tiếc là công thức luyện đan đó bị rách rồi. Tôi có thể giao công thức đan dược này anh Diệp. Cũng tặng miễn phí chiếc đỉnh này. 100 tỷ, chúng tôi không lấy một đồng. Nhưng cần anh Diệp đồng ý với chúng tôi một điều kiện. Điều kiện gì, Diệp Bắc Minh cau mày. Đồ được tặng miễn phí, e rằng có bẫy. Lý Gia Hinh nhìn ra vẻ lo lắng của Diệp Bắc Minh, giải thích nói, anh Diệp không cần lo lắng, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản. Nếu có một ngày, anh Diệp luyện ra đan dược từ chiếc đỉnh này và muốn bán ra, thì nhất định phải suy nghĩ đến nhà họ Lý chúng tôi đầu tiên. Thứ hai, nếu anh Diệp có thể khôi phục lại được công thức luyện đan, cũng xin chép lại một bản cho nhà họ Lý chúng tôi. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, chỉ vậy thôi hả? Chỉ hai điều kiện này thôi. Lý Gia Hinh nghiêm túc gật đầu. Lý do, Diệp Bắc Minh hỏi. Lý Gia Hinh dứt khoát trả lời, đối với nhà họ Lý, bao nhiêu tiền cũng không có ý nghĩa gì. Công thức luyện đan, đan dược. Mới là thứ chúng tôi cần. Câu trả lời này cũng khiến người ta hài lòng. Diệp Bắc Minh cười, sao cô biết tôi biết luyện đan? Người không biết luyện đan thì cần chiếc đỉnh này làm gì? Lý Gia Hinh trả lời một cách thông minh. Được. Diệp Bắc Minh đồng ý nhanh gọn dứt khoát. Lý Gia Hinh cho người đóng hộp xong chiếc đỉnh thanh đồng, rồi đưa cho Diệp Bắc Minh một tờ giấy công thức luyện đan bị rách. Nét chữ bên trên đã mục nát. Nhưng cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy một vài dược liệu trong đó. Anh lướt nhìn qua mấy lượt, rồi cất đi. Quay người cáo từ ra về.
Diệp Bắc Minh vừa bước một bước, Lý Gia Hinh liền gọi một người đến, cau mày hỏi, ông chắc chắn, anh ta đã đánh bại Đường Kình Thương chỉ trong 3 chiêu ở ngay yến tiệc từ thiện ở Long Đô chứ? Đúng thế. Một người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, rồi thấp giọng nói, cậu ta không chỉ đánh bại Đường Kình Thương, mà còn giết Tần Thiếu Dương. Lý Gia Hinh bất ngờ, Tần Thiếu Dương, cậu ấm hàng đầu của Long Đô đó hả? Anh ta từng đến Hương Đảo, tổ chức một buổi tiệc, tốn hơn 100 triệu. Người đàn ông trung niên nói tiếp, tối hôm đó, thư ký Tiền mang mệnh lệnh của quốc chủ đến. Cả Long Đô, không ai dám thảo luận việc này. Cô Lý, cô phải giữ bí mật cho tôi, nếu không tôi cũng xong đời. Người đàn ông trung niên vô cùng căng thẳng. Tuy đã ký hiệp ước bảo mật, nhưng gia tộc như nhà họ Lý muốn biết tình hình cụ thể tối hôm đó cũng không khó lắm. Lý Gia Hinh tỏ vẻ mặt kinh ngạc, thực lực võ đạo đáng sợ như vậy, còn biết cả luyện đan. Chẳng lẽ, anh ta là người của gia tộc cổ võ sao? Đi ra khỏi phòng đấu giá đã là 9 giờ tối. Đám người Chiba Sadako đang đợi ở người cửa. Diệp Bắc Minh vừa xuất hiện, cô ta đã đưa theo đi theo phía sau. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm, cậu nhóc, đã cảm thấy chưa? 3 tông sư, 2 đại tông sư, còn có Chiba Sadako đó. Để bọn họ đi theo, tôi đưa Nhược Giai về ký túc trước rồi tính, Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt không sao. Dưới lầu ký túc, Chu Nhược Giai vẫn dựa vào lòng Diệp Bắc Minh, cũng không màng ánh mắt bất thường của người khác. Hai người ôm nhau đến 5 phút, cô mới lưu luyến lên lầu. Diệp Bắc Minh thu lại nụ cười, chỉ mấy cú nhảy đã biến mất khỏi trường Đại học Trung Hải. Muốn chạy hả, anh có chạy nổi không? Đuổi theo. Chiba Sadako cười lạnh lùng một tiếng. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh đứng trong một con ngõ cách trường Đại học Trung Hải 5 km. Vắng vẻ hoang vu. Chó hoang kêu sủa. Ánh trăng như lưỡi liềm. Diệp Bắc Minh dựa vào tường, nhàm chán châm một điếu thuốc. Chiba Sadako, tốc độ của các người chậm quá rồi đấy. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, rồi nhả ra vòng khói. Tôi đã hút đến điếu thứ 2 rồi mà các cô mới đuổi theo kịp hả? Chiba Sadako từ đầu ngõ đi đến, theo phía sau là 2 tông sư võ đạo, và 1 đại tông sư. Ở một đầu khác của con ngõ, 1 tông sư võ đạo, 1 đại tông sư chặn đường đi của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, nói theo cách nói cổ của Long Quốc, chết đến nơi rồi mà anh còn cứng miệng hả? Sắc mặt Chiba Sadako sầm xuống đến đáng sợ. Ở Long Đô, anh đã chém đứt 1 cánh tay của tôi. Ở Giang Nam, đã tiêu diệt thương hội Đông Doanh. Ở Trung Hải, lại cướp đỉnh luyện đan của tôi. Diệp Bắc Minh, anh đúng là muốn chết mà, Chiba Sadako cắn răng nói ra lời này, hạ lệnh, đánh anh ta tàn phế, giữ lại một hơi thở cho tôi muốn cho anh ta biết, hối hận là thế nào. Rõ. 3 vị tông sư võ đạo, 2 đại tông sư nở nụ cười tàn nhẫn đi về phía Diệp Bắc Minh. Cẩn thận một lúc, thực lực võ đạo của anh ta cũng không yếu đâu. Chiba Sadako trầm giọng nói. Cô Chiba yên tâm. 1 đại tông sư Đông Doanh cười hung dữ nói, 1 thanh niên Long Quốc thôi, tôi có thể cho hắn quỳ xuống cầu xin chỉ bằng 1 tay. Phập. Ngay sau đó, vị đại tông sư Đông Doanh này nhảy vụt lên 1 bước, đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh đứng tại chỗ. Giống như đang ngẩn người. Đại tông sư Đông Doanh thích thú cười, có phải thấy tốc độ của tao quá nhanh, mày hoàn toàn không phản ứng kịp không? Bị dọa sợ rồi hả? Ha ha ha. Người Long Quốc ngu xuẩn, mày không nên đắc tội với cô Chiba. Chết! Diệp Bắc Minh nhả ra 1 chữ. Khoảnh khắc đó, vị đại tông sư đảo quốc sinh ra ảo giác. Dường như Diệp Bắc Minh giống một vị tử thần đứng trên tất cả chúng sinh, 1 chữ tuyên bố số phận của hắn. Mày nói cái gì? Đại tông sư Đông Doanh nổi giận. Hắn rất ghét cảm giác này. Hắn giơ tay, định đập 1 chưởng cho Diệp Bắc Minh bẹp dưới đất. 1 màn không thể tưởng tượng xuất hiện, đại tông sư Đông Doanh vừa ngẩng đầu lên, chuẩn bị đập xuống. Diệp Bắc Minh ra tay sau, nhưng tốc độ rất nhanh, ác hơn, chuẩn hơn. Phập! 1 tiếng lớn vang lên. Cái đầu của đại tông sư Đông Doanh nổ tung giống như quả dưa hấu. Trực tiếp nổ tung. Cơ thể của hắn vẫn đứng thẳng tại chỗ, bất động. 1 giây sau, phập 1 tiếng đổ xuống đất. A! Chiba Sadako hét lên 1 tiếng, suýt nữa bị dọa sợ đến ngốc nghếch. Đúng là không dám tin vào con mắt của mình. Đại tông sư ZNMU.
một vị đại tông sư đông doanh khác kinh hãi kêu lên. Xoạt, ba vị tông sư đông doanh hít khí lạnh, sợ đến lùi về phía sau liên tiếp. Mẹ kiếp, đúng là quá đáng sợ rồi. Hắn là đại tông sư đó mà lại bị đập chết như vậy. Diệp Bắc Minh, anh. Lúc này Chiba Sadako mới ý thức được sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Phập, lại một tiếng vang truyền ra, Diệp Bắc Minh lại ra tay lần nữa. Anh như ma quỷ, xuất hiện phía trước vị đại tông sư đông doanh thứ hai, tấn công ra một quyền, đập lên vị trí tim của hắn. Rắc rắc, lồng ngực của vị đại tông sư đông doanh này lõm xuống. Xương sau lưng nhô lên. Vị đại tông sư đông doanh này kinh hoàng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, ánh mắt mất đi hào quang. Chiba Sadako và ba vị võ đạo tông sư đông doanh sợ đến sắp phát điên. Họ là hai đại tông sư đó. Còn chưa ra tay đã bị giết. Rốt cuộc thanh niên Long Quốc trước mặt có thực lực thế nào? Đi thôi. Ba vị võ đạo tông đông doanh quay người định bỏ chạy. Vốn không muốn quan tâm đến Chiba Sadako. Mệnh lệnh của người khác đâu có quan trọng bằng mạng của mình. Tuy bọn họ cũng có vợ con làm con tim ở gia tộc Chiba, nhưng bọn họ là tông sư võ đạo, đi đâu mà không thể tự do tự tại chứ. Tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ chết. Hình như người của cô bỏ cô mà đi rồi. Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Dậm chân một cái. Xoạt. Một viên gạch dưới đất bay lên, chia thành ba mảnh trong không trung, bay xuyên qua cơ thể của ba vị võ đạo tông sư đông doanh. Chiba Sadako bị dọa sợ chết ngất. Người này chỉ dậm chân một cái, viên gạch còn đáng sợ hơn viên đạn. Phục phục. Chiba Sadako không hề do dự, lập tức quỳ xuống, cầu xin, anh Diệp Bắc Minh, xin lỗi, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cầu xin anh tha cho tôi nguyện bỏ ra 100 tỷ chuộc lấy mạng của mình. Ha ha, Diệp Bắc Minh cười. Anh vốn không thiếu tiền. Chiba Sadako thấy vậy, bò lên từ mặt đất giống như một con mèo hoang. Phủ phục dưới chân Diệp Bắc Minh. Cô ta còn đặc biệt áp sát bộ ngực của mình xuống. Giơ mông thật cao. Làm thành đường cong chữ S trên mặt đất. Rồi dùng bên má của mình cọ vào MU bàn chân của Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, tôi có đẹp không? Nếu được, bây giờ anh có thể hưởng thụ tôi. Kể cả ở ngay nơi này cũng được, càng kích thích, đúng không? Cô gái này cố ra vẻ kiều diễm quyến rũ. Muốn mê hoặc anh? Cô đang làm gì thế hả? Diệp Bắc Minh dậm chân, một luồng chân khí nổi lên. Phập! Chiba Sadako bị đá bay ra, đập lên tường. Phụt! Miệng cô ta phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, vội vàng bò quay lại, quỳ dưới chân Diệp Bắc Minh. Run rẩy nói, anh Diệp Bắc Minh, xin tha mạng, anh không cần tiền, cũng không cần tôi, rốt cuộc anh muốn gì? Diệp Bắc Minh hỏi thẳng, cô muốn chiếc đỉnh này để làm gì? Việc này. Chiba Sadako tỏ ra khó xử. Phập. Diệp Bắc Minh vốn không biết thương hoa tiếc ngọc, giơ chân đạp một cái. Chiba Sadako kêu thảm lên một tiếng, lại bay ra, đập ra một khe nứt trên tường. Cô gái này cũng là võ giả. Thực lực không cao. Khoảng cấp địa. Nếu là người bình thường, với cú đạp này, cô ta đã chết từ lâu rồi. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng vô tình, cơ hội thứ hai, hoặc là nói, hoặc là chết. Tôi nói, Chiba Sadako sợ mất vía, người đàn ông Long Quốc trước mặt đúng là một tử thần. Đó là đỉnh thanh mộc, được làm từ gỗ sét đánh. Vô cùng hiếm có, là do một thuật sĩ luyện đan nào đó của Long Quốc cổ đại để lại. Gia tộc Chiba chúng tôi đã triệu tập rất nhiều thầy luyện đan, dựa vào phương thức luyện đan trong tay họ, chỉ cần luyện số lượng lớn đan dược. Thì có thể bồi dưỡng ra võ giả liên tục không hết. Diệp Bắc Minh cau mày, các người cần nhiều võ giả thế làm gì? Chiba Sadako run run nói, vì một kế hoạch khác. Kế hoạch gì? Diệp Bắc Minh cảm thấy không ổn. Chiba Sadako run rẩy, cắn răng nói, xâm lược Long Quốc. Cái gì? Sắc mặt của Diệp Bắc Minh lập tức trở nên băng lạnh vô tình. Đảo quốc Đông Doanh vẫn có dã tâm này. Các người có kế hoạch gì? Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Chiba Sadako. Chiba Sadako tê dại ra đầu, cô ta biết nếu mình không nói thật, thì sẽ bị Diệp Bắc Minh giết chết thẳng tay. Người đàn ông này sẽ không khách sáo. Chỉ có thể nói, nhiệm vụ của gia tộc Chiba chỉ là giao dịch làm ăn với người Long Quốc, sau đó thành lập thương hội. Thiết lập quan hệ lợi ích với họ,
một số gia tộc lớn của Long Quốc cũng đã có quan hệ lợi ích với gia tộc Chi Ba. Nhiệm vụ cấp cao hơn chỉ có bố của tôi biết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc. Lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Bát Sư Tỷ. Long Đô. Trong một khu viện xa hoa nào đó. Lục Tuyết Kỳ vươn vai, nhận điện thoại của Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, đến Trung Hải rồi à? Ha ha ha, muộn vậy rồi còn gọi cho sư tỷ, có phải nhớ tỷ rồi hả? Giọng ấm áp. Diệp Bắc Minh trực tiếp nói chuyện của Chi Ba Sadako. Cái gì? Lục Tuyết Kỳ xẹt một cái ngồi thẳng dậy, trong con mắt lóe lên tia lạnh băng. Mấy giây sau, cô ấy mới nói, tiểu sư đệ, tình báo này rất quan trọng. Tỷ phải báo lên cấp trên ngay lập tức. Thật không ngờ, đệ vừa mới trở thành thiếu soái của Long Hồn, đã lập được công lớn như vậy. Sự việc quan trọng, không nói chuyện nữa nhé. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, sư tỷ. Tiểu sư đệ, chúc ngủ ngon. Lục Tuyết Kỳ vội vàng tắt máy. Diệp Bắc Minh nhìn sang Chi Ba Sadako, tiễn cô lên đường. Yamit. Chi Ba Sadako sợ đến mức buột miệng nói tiếng mẹ đẻ, cô ta kinh sợ hét lớn, chủ nhân, tôi nhận anh làm chủ nhân. Nhận tôi làm chủ nhân. Diệp Bắc Minh trầm ngầm một lát. Nổi hứng thú nhìn Chi Ba Sadako. Cô là người đông doanh, nghe nói các cô có tinh thần võ sĩ đạo, vô cùng trung thành với gia tộc, mà cô lựa chọn phản bội gia tộc ư. Chi Ba Sadako hơi tái mặt. Cô ta cắn môi đỏ đến gần nhỏ máu. Người đông doanh chúng tôi không thể tự nắm giữ số phận của mình, cho dù tôi là Chi Ba Sadako, là cô cả của gia tộc Chi Ba, tương lai cũng phải trở thành công cụ liên hôn. Vừa nãy chiêu mà tôi thi triển ra với chủ nhân, là tôi học được trong gia tộc từ nhỏ. Diệp Bắc Minh hơi suy nghĩ. Đảo quốc đông doanh thực sự có truyền thống này. Phụ nữ nước bọn họ có địa vị rất thấp. Cho dù là cô chủ của gia tộc lớn, cuối cùng cũng sẽ trở thành đồ chơi trong tay kẻ có quyền. Nếu nhận Chi Ba Sadako làm nô bộc, có lẽ có thể lợi dụng gia tộc Chi Ba tìm kiếm tin tức của mẹ. Được, bắt đầu từ bây giờ, cô là nô bộc của tôi. Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn. Sadako, bái kiến chủ nhân. Chi Ba Sadako rất kích động, liên tục dập đầu. Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay, rút ra kim châm, đâm vào trong cơ thể của Chi Ba Sadako. Tôi cắm quỷ môn thập tam châm vào trong cơ thể của cô. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải nghe theo lệnh của tôi, nếu không chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nếu không tin, cô có thể phản bội tôi, không sao. Chi Ba Sadako ngẩng đầu, vẻ mặt chấn kinh, cái gì? Quỷ môn thập tam châm. Diệp Bắc Minh đã đi đến đầu ngõ từ lâu. Chỉ còn lại Chi Ba Sadako quỳ tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Như nhìn tử thần. Diệp Bắc Minh đi ra khỏi con ngõ. Còn chưa đi xa thì nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Hai người đàn ông da trắng cao 1m90 đang đánh một người Long Quốc ở một quán đồ nướng bên đường. Có một vài người qua đường rải rác trên phố. Không dám can ngăn giúp đỡ. Có người cầm điện thoại quay video. Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhìn ra được thực lực của hai người đàn ông da trắng này là võ giả cấp địa. Diệp Bắc Minh bước nhanh về phía trước. Đạp hai người đàn ông da trắng này bay ra ngoài. Bọn họ nằm trên mặt đất, đau đớn kêu rên, sau khi nhìn thấy rõ người ra tay, gào lên, phắc, 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 heo da vàng, mày dám đánh bọn tao. Mày có biết bọn tao là ai không? Hai người đàn ông da trắng uống quá nhiều. Sau khi đứng dậy, tức giận chỉ thẳng vào Diệp Bắc Minh mắng mỏ. Diệp Bắc Minh không nhìn bọn họ, mà dìu chủ quán đứng dậy. Cảm ơn, cảm ơn. Anh mau đi đi, đừng chọc vào phiền toái. Chủ quán vội vàng cảm ơn, nhanh chóng thu dọn quầy hàng, chuẩn bị rời đi. Anh ta rất trẻ, trông chỉ 20 mấy tuổi. Đeo kính, lịch sự nhã nhặn, nhưng trên mặt lại đầy bầm tím. Cơ thể Diệp Bắc Minh chấn động, hầu tử, cậu là hầu tử. Chàng trai ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, ngẩn ra, anh là anh Diệp. Anh Diệp, anh không chết, tốt quá rồi. Nhà anh xảy ra chuyện, tôi còn đi tìm anh đấy, nhưng bị một số người đe dọa. Chàng trai tên Vương Khinh Hậu. Bạn nối khố từ thời tiểu học, cấp 2, cấp 3. Quan hệ của hai người rất tốt. Có thể nói là mặc chung một cái quần lớn lên. Bố hầu tử thường nói, Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Thế là đặt cho hầu tử cái tên như vậy. Diệp Bắc Minh thấy hơi kỳ lạ,
không phải cậu thi đỗ đại học Trung Hải sao, xảy ra chuyện gì, sao lại bày quầy bán thịt nướng ở Long Đô này? Anh Diệp, tôi, trợ giúp trong nhà, hầu tử cười nói. Vẻ mặt hơi chua xót, có chút xấu hổ, cũng có chút bất đắc dĩ. Ở trước mặt anh em, anh ta không muốn nói ra quá khứ của mình. Diệp Bắc Minh sầm mặt lại. Thành tích của Vương Khinh Hậu rất tốt. Thi đậu Đại học Trung Hải, bây giờ cũng nên tốt nghiệp rồi. Một sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Hải, thế mà lại bày quầy bán đồ nướng ở ven đường. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Phác, heo da vàng, bọn tao đang nói chuyện với mày đấy, có nghe hay không? Một người đàn ông da trắng chửi mắng vài câu, sau đó đi tới. Người đàn ông da trắng còn lại đi theo đằng sau, hung hăng hùng hổ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, hầu tử, đợi lát nữa chúng ta ôn chuyện. Anh Diệp, anh mau đi, những người nước ngoài này khó đối phó lắm. Hầu tử thấy Diệp Bắc Minh muốn ra tay, cực kỳ sợ hãi. Diệp Bắc Minh cười, ha ha ha, đây là Long Quốc đấy hầu tử. Đây là Long Quốc, cơ thể hầu tử chấn động, theo bản năng giơ cao nắm đấm. Đúng vậy, đây là Long Quốc. Heo da vàng, con mẹ nó mày đi chết đi. Một người đàn ông da trắng xông lên, tung quyền đấm vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ chân đạp vào đầu gối người này. Răng rắc, một tiếng vang giòn. A, à, người đàn ông da trắng kêu như heo bị chọc tiết, ôm đầu gối nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Trong nháy mắt tỉnh rượu. Chân của tao, phắc, chân của tao. Người đàn ông da trắng còn lại nhìn thấy đồng bạn bị đánh gãy chân, cũng tỉnh táo lại, người Long Quốc, võ giả. Bọn tao tới tham gia đại hội quân võ, mày dám đánh bọn tao bị thương. Diệp Bắc Minh sầm mặt, nơi này là Long Quốc, mày đánh người Long Quốc ngay trên đường cái Long Quốc, đáng phải chịu trừng trị. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt người này. Người đàn ông da trắng này còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Bắc Minh giơ chân quét ngang. Răng rắc, hai tiếng vang giòn, hai chân biến dạng, bị vặn thành đường cong kinh khủng. A, à, phắc. Người đàn ông da trắng kia đau đớn kêu rên, chỉ vào Diệp Bắc Minh, người Long Quốc, hãy đợi đấy, bạn của tao là cấp trên, sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Bắc Minh đi đến trước mặt người này, lại giơ chân đạp gãy ngón tay chỉ vào mình kia. Cho mày một phút gọi điện thoại, gọi người của mày đến đây. Mày, đợi đấy. Dù sao cũng là võ giả cấp địa, cố nén đau nhức kịch liệt khi bị gãy chân tay. Dùng cánh tay còn lại lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại, nói ra tình huống và địa chỉ của mình. Gọi xong rồi chứ? Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười một tiếng. Đi lên trước đạp gãy nốt cánh tay cuối cùng của hắn ta. Sau đó kéo người này giống như kéo một con chó chết đến bên cạnh đồng bạn hắn ta, rồi ném xuống đất như ném rác. Trở lại trước quầy đồ nướng, hầu tử sợ ngây người, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, anh tập võ. Mạnh quá đi, hầu tử kích động run rẩy cả người, nước mắt đảo quanh hốc mắt, bọn họ ức hiếp người quá đáng. Diệp Bắc Minh an ủi một câu, được rồi, có tôi ở đây, không ai dám ức hiếp cậu. Hầu tử lau nước mắt, dạ dạ, anh Diệp, anh trở về từ lúc nào? Cậu không nghe nói chuyện ở Giang Nam, Diệp Bắc Minh nghi ngờ hỏi. Hầu tử lắc đầu, không nghe nói, Giang Nam sao vậy? Diệp Bắc Minh thầm cảm thán một tiếng. Hầu tử đã bị cuộc sống vùi dập. Mỗi ngày bán thịt nướng, nào có thời gian nghe ngóng chuyện xảy ra ở Giang Nam. Nơi mà bây giờ hầu tử đang sống chỉ là một thành phố bình thường, ngoài việc một ngày ba bữa, nuôi sống gia đình ra thì cũng không nghe được tin tức mới gì. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, không có gì. Hầu tử đột nhiên giật mình kêu lên, anh Diệp, anh mau đi, mau đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.